chương 871. Đại quân tụ tập. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cẩn thận. Ngô Hoàng. Lúc cái kia khàn giọng mà cổ xưa thanh âm vang vọng ở trong thiên địa lúc, cái kia đệ ngũ thống lĩnh thân hình, cũng đã triệt để biến mất tại thế gian này phía trên, một trần sắc mặt nghiêm túc nhìn qua nó thân ảnh tản đi địa phương, có chút ông quyền. Tứ linh chiến trận A à một trần ánh mắt trông về phía xa lấy tử vong di tích nơi cực sâu nơi đó bị hắc ám chỗ bao phủ cái loại này không cách nào nhìn thấu hắc ám làm cho người ta một loại cảm giác bị đè nén làm cho người cảm giác được một ít bất an liệt sơn vương cựu u đám người cũng là lướt đến trong mắt có chút nghi hoặc nói khẽ tứ linh chiến trận ở đằng kia phía trước nên có chính thức chiến trận rồi một trần gật gật đầu thần sắc ngưng trọng nói nghe được chiến trận hai chữ, liệt sơn vương trong con mắt của bọn họ cũng là sẽ qua một vòng kiên kỵ chi sắc, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, duy có chiến trận sư mới có thể bố trí chiến trận, mà một khi chiến trận bố thành, cái kia uy lực của nó, chắc chắn sẽ long trời lỡ đất. Bình thường linh trận sư bày trận, đều là dùng trận pháp mượn nhờ thiên địa lực lượng, mà cái này chiến trận sư, nhưng là dùng vô cùng quân đội hóa trận, cái kia các loại mênh mông chiến ý, thiên địa sợ chi chớ nhìn hắn đám trước mắt như vậy đội hình hội tụ đại la thiên vực gần một nửa lực lượng nhưng nếu quả thật gặp chiến trận sư bố trí đi ra chiến trận chỉ sợ bọn họ cũng phải kiên kỵ muôn phần bất quá tuy nói kiên kỵ nhưng liệt sơn vương bọn hắn cũng không có lùi bước sợ hãi chi ý trước mắt đã xông đến nơi này nếu như thì cứ như vậy thối lui bọn hắn cái này chư vương cũng phải thể diện cố gắng hết sức quét trước đêm vẫn lạc nguyên đang đề luyện ra đến đây đi một trần thu hồi ánh mắt nói Liệt Sơn Vương, cửu u bọn hắn nghe vậy ngược lại là tinh thần chấn động, lúc này mới đem tâm thần chú ý tới lúc này trời mà giữa tràn ngập ra đến bàn bạc vẫn lạc nguyên khí, đó là cái này chi mục nát quân đội đang bị tinh lọc sau lưu lại xuống ở đằng kia xa xa, một ít cũng là đi đến nơi này thế lực nhìn đến như thế bàn bạc vẫn lạc nguyên khí, đều cũng có chút ít đỏ mắt, nhưng kiên kỵ tại một trần bọn hắn xa hoa đội hình, cũng là chỉ có thể thu liễm lấy trong nội tâm thèm thuồng dù sao. Tại đó, ngoại trừ liệt sơn vương đám người bên ngoài, còn có bốn chi tinh nhuệ quân đội tại nhìn chằm chằm. Cho nên bọn hắn trước mắt cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn một trận bọn hắn ra tay, đem cái kia bàn bạc vẫn lạc nguyên khí tinh luyện thành từng khỏa rất tròn vẫn lạc nguyên đan, như vậy số lượng, chỉ sợ đã gần vạn tả hữu. Bực này thu hoạch, thậm chí đủ để cùng một tòa nhị cấp di tích so sánh rồi. Lúc cuối cùng một tia vẫn lạc nguyên khí bị tinh luyện thành vẫn lạc nguyên đan về sau, một trần bọn hắn vừa rồi cảm thấy mỹ mãn thu tay lại, lần này bọn hắn tổng cộng đề luyện ra rồi hơn 9.000 khối vẫn lạc nguyên đan, phân phối xuống, cũng là có thể nhân thủ gần 2.000 khối, xem như thu nhập xa xỉ rồi. Cái này tử vong di tích tất nhiên là một tòa di tích không giả. Liệt Sơn Vương cảm thán nói, vẹn vẹn chẳng qua là một chi thống lĩnh chỗ dẫn đầu quân đội, mà có thể đề luyện ra gần vạn vẫn lạc nguyên đan, cái này nếu như đổi lại bình thường tam cấp di tích tối thiểu được tìm ra cái hơn 30 tòa chỉ sợ mới có thể gom đủ số này mắt. Bất quá, cái này nhất cấp di tích tuy rằng cất chứa cực phong phú, nhưng cái này mức độ nguy hiểm, cũng là bình thường di tích khó có thể so sánh với, lần này nếu như không phải là bọn hắn đội hình xa hoa, chỉ sợ kết cục sẽ không so với kia cực vũ tông tốt bao nhiêu đi. Tiếp nhận Liệt Sơn Vương ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía mục trận, có cố vấn ý tứ, nghe lúc trước cái kia đệ ngũ thống lĩnh tiêu tán trước theo như lời tại đây tử vong di tích ở chỗ sâu trong còn có một tòa kinh khủng chiến trận đặc biệt là chỗ đó chỉ sợ còn có cái kia đệ ngũ thống lĩnh trong miệng ngô hoàng nghĩ đến phải là ngày đó trận hoàng rồi tại đó có lẽ là có vô số bảo bối nhưng mức độ nguy hiểm tất nhiên cũng là cực kỳ kinh đi trước xem một chút đi nếu như thật sự quá mạnh mẽ mà nói chúng ta đây liền săn bắt một ít vẫn lạc nguyên đang liền rời đi Mục Trần đã trầm mặt thoáng một phát, chờ quyết đoán nói, tuy nói những cái kia có quan hệ chiến trận sư tin tức đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, nhưng hắn cũng sẽ không thể nào vì những vật này liền làm được liệt sơn vương bọn hắn tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Liệt sơn vương bọn hắn nghe vậy, cũng liền không có điều gì dị nghị, đều là gật đầu. Đi. Mục Trần nhìn thoáng qua xa xa, những cái kia nguyên bản xa xa quan sát bọn họ cùng cái này chi quân đội giao thủ thế lực đội ngũ, cũng là vào lúc này đều tản đi, ngược lại cũng không có đuôi mù gia hỏa ý đồ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lúc này hắn không do dự nữa, bàn tay vung lên, chính là hóa thành một đạo lưu quan trực tiếp đối với tử vong di tích ở chỗ sâu trong mà đi, mà ở kia phía sau, đại quân thì là phô thiên cái địa đi theo mà đến. Tại tiếp nhận đuổi hướng tử vong di tích chỗ sâu dọc đường, một trần bọn hắn chính là lại chưa từng bình tĩnh qua, cái kia từng nhánh giống như là thủy triều không ngừng từ trong bóng tối dũng mãnh tiến ra một nát quân đội, đưa bọn chúng tiến lên bộ pháp nghiêm trọng kéo xuống. Bất quá đối với này một trận bọn hắn cũng không có mặt khác địa phương tốt, chỉ có thể đủ cưỡng ép phá tan mà đi. Tại loại này xé rách trùng trùng điệp điệp trở ngại lúc, mặc dù là dùng bọn hắn bực này xa hoa đội hình, cũng là bắt đầu xuất hiện một ít tổn thương. Trong này nếu không có có liệt sơn vương bọn hắn tùy thời trợ giúp mà nói chỉ sợ cái kia các loại tổn thất còn có thể càng thêm nghiêm trọng. Bất quá trở ngại tuy mạnh, nhưng một trận bọn hắn cái này chi đại quân bộ pháp, tuy rằng chậm chạp, nhưng lại là tại cách cái kia tử vong di tích ở chỗ sâu trong, càng ngày càng tiếp cận. Tại một trận bọn hắn càng ngày càng tiếp cận tử vong di tích chỗ sâu ven đường, bọn hắn có thể nhìn thấy không ít hậu quả thê thảm đội ngũ, những này nhân mã cũng không yếu, thậm chí phần lớn đều là thuộc về bắc giới nhất lưu thế lực tại những cái đội ngũ kia ở bên trong thậm chí không thiếu lục phẩm chí tôn cường giả tọa trấn nhưng cuối cùng những này nhân mã đều là bị những cái kia giống như là thủy triều một nát quân đội chỗ bao phủ một ít chạy trốn nhanh đến cường giả ngược lại là có thể thừa cơ trùng mất nhưng dưới trướng đội ngũ cuối cùng nhưng là đánh mất hầu như không còn mà những thứ này nhất lưu thế lực thất bại cũng là làm cho một trận bọn hắn trong nội tâm hơi rét tuy nói bọn hắn đội hình càng mạnh hơn nữa nhưng ở loại địa phương này, nếu không phải chú ý cẩn thận một ít, toàn quân bị diệt, cũng không phải là là chuyện không thể nào. Trước mắt bọn hắn nhóm nhân mã này, hầu như xem như Đại La Thiên Vực gần một nửa tinh nhuệ, nếu là hao tổn ở chỗ này, nghĩ đến đối với Đại La Thiên Vực cũng sẽ là rất nặng đa kích. Như thủy triều đại quân từ hắc ám cả vùng đất không gào thét mà qua, cái kia các loại thanh thế, thậm chí là cả thiên không đều là tại có chút trung rẩy, tại đây chi quân đội phía trước nhất, một trận ánh mắt lợi hại quét mắt cái mảnh này đại địa bàn bạc linh lực nhộn nhạo tại quanh thân tùy thời chuẩn bị đối địch đoạn đường này mà đến bất quá ngắn ngủn mấy trăm dặm đường trình nhưng mà bọn hắn nhưng là gặp mấy chục sóng một nát quân đội ngăn trở thậm chí có một lần bọn hắn bị rồi một chi quy mô hoàn toàn không kém gì quân đội của bọn hắn ngăn trở trận kia chiến tranh không chỉ có làm cho bọn hắn có chỗ tổn thất thậm chí ngay cả linh kiếm vương đều là xuất hiện thương thế cái này tử vong di tích chỗ sâu nguy hiểm vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn nơi đây hẳn là tử vong di tích ở chỗ sâu trong rồi một trần ngẩng đầu mắt lộ ra tinh quang nhìn qua hắc ám ở chỗ sâu trong chậm rãi nói liệt sơn vương bọn hắn nghe vậy thân thể lập tức căng thẳng đứng lên cửu u đôi mắt đẹp nhìn quét một vòng nhíu mày nói vì sao ngược lại càng thêm an tĩnh nơi đây liền mục nát quân đội bóng dáng cũng không từng thấy đến hổ lĩnh vực, sẽ không cho phép những giả thú khác tiến vào. Mục trần nhìn qua nơi xa hai mắt đột nhiên có chút nhíu lại, nói khẽ. Cẩn thận một chút. Thân hình hắn lướt đi, linh lực tuôn ra lay động, hộ vệ tại quanh thân, tại kia phía sau đại quân cũng là trở nên cẩn thận từng ly từng tí đứng lên duy trì lấy trận hình, cẩn thận đề phòng. Đại quân lặng yên không một tiếng động xẹt qua phía trước một mảnh không có chút nào sinh cơ hắc sắc sơn mạch rồi sau đó cái kia phía trước nhất mục trần, thân hình chính là mãnh liệt ngừng tạm, một đôi đồng tử, vào lúc này bỗng nhiên co rút nhanh một vòng chấn động chi sắc, hiện lên khuôn mặt. Tại kia sau lưng, liệt sơn vương bọn hắn trên khuôn mặt thần sắc cũng là vào lúc này động lại xuống, một lát sau, nhìn không được hít thật sâu một hơi khí lạnh. Cái này con mẹ nó. Liệt sơn vương bọn hắn nghẹn ngào lẩm bẩm nói. Một trần khóe miệng có chút co quắp thoáng một phát, hắn chết cái chết nhìn chầm chầm vào phía trước, chỉ thấy được ở đằng kia sơn mạch về sau, là một mảnh nhìn không thấy phần cuối hắc ám bình nguyên, nhưng lúc này, tại đây mảnh hắc ám bên trên bình nguyên thì là bị trùng trùng điệp điệp một nát quân đội chỗ tràn ngập, những thứ này quân đội, giống như cái cọc gỗ bình thường đứng sừng sững tại cả vùng đất, bọn chúng không chút sức mẻ, nhìn như khô mộc, nhưng là có bàn bạc mênh mông một nát. Chiến ý tràn ngập đi ra, toàn bộ thiên địa đều là tại loại này chiến ý hạ rung rẩy. Trước mắt nơi đây, tối thiểu có mấy chục vạn quân đội. Cái kia như rừng chiến kỳ bên trong phản phất là có vô số tiếng gầm gừ tại vang vọng, một nát quân đội, một mực lan tràn ra, thẳng đến cuối tầm mắt. Đối mặt với loại này đội hình quân đội, mặc dù là mạnh mẽ như liệt sơn vương bọn hắn, đều là cảm thấy từng trận tim đập nhanh, trước bọn hắn gặp phải những cái kia quân đội, cùng trước mắt nơi đây so với, quả thực chính là tiểu vu kiến đại vu. Quá mạnh mẽ, loại này đội hình, coi như là chúng ta toàn bộ xông đi vào chỉ sợ cũng phải bị đều nuốt trôi. Liệt Sơn Vương sắc mặt khó coi nói, bọn hắn dưới trướng một chi quân đội, nhiều lắm là cũng liền một hai vạn số lượng, nhưng mà trước mắt nơi đây, nhưng là tụ tập rồi mấy chục vạn đại quân, hơn nữa trong này còn có một vị chính thức chiến trận sư tồn tại, bực này hiểm cảnh, đừng nói là bọn hắn, chỉ sợ cũng xem như tam hoàng ở chỗ này, đều được kiên kỵ muôn phần. Mục Trần cũng là khẽ than gật gật đầu, tại chiến ý ánh mắt bên trên, hắn muốn thắng tại liệt sơn vương bọn hắn, cho nên hắn nhìn được càng thêm rõ ràng, trước mắt cái này bên trên bình nguyên lượng lờ chiến ý, cực kỳ cường đại, hơn nữa trong đó mơ hồ tản ra một ít ba động kỳ dị, cái loại này chấn động, làm cho một trận cảm thấy da đầu rung lên, nếu như hắn đoán không lầm mà nói, tại đây chi trong đại quân, chỉ sợ còn cất giấu chính thức chiến trận. Một khi bọn hắn xâm nhập trong đó, tất nhiên là kết quả toàn quân chết hết. Hư, u, u, mà đang ở một trần do dự mà trước mắt cục diện lúc, ở đằng kia xa xôi cánh phải chỗ xa xa, đột nhiên có rất nhiều gió rít thanh âm vang vọng dựng lên, bọn hắn ánh mắt nhìn lại, thì là nhìn thấy rất nhiều quân đội gạo thét mà đến, cuối cùng cũng là giống như bọn hắn bình thường, đã rơi vào cái này bình nguyên bên ngoài, bất quá khi bọn hắn hạ xuống sông, một trần cũng rõ ràng cảm thấy cái kia liên tiếp khiếp sợ thanh âm. Đó là thần các đội ngũ. Liệt Sơn Vương Kinh Ngạc nói bọn người kia cũng chạy đến. một trần gật gật đầu, chợt tâm thần khẽ động, nhìn về phía một phương hướng khác, quả nhiên là không ra dự kiến nhìn thấy, cái kia huyền thiên điện đại quân, cũng là đột phá tầng tầng trở ngại, chạy tới cái này chỗ sâu nhất. Mà ở tiếp nhận 10 phút đồng hồ bên trong, lại là liên tiếp có một ít đội hình cường đại khổng lồ đội ngũ chạy đến, những này nhân mã ngược lại thực sự không phải là cực hạn thế lực, nhưng quy mô nhưng là cực kỳ kinh người, nhìn kỹ lại, mới phát hiện, cái này dĩ nhiên là một ít nhất lưu thế lực đội ngũ liên hợp lại với nhau, tạo thành thanh thế mênh mông cùng cùng liên quân, như thế làm cho một trần giật mình, khó trách bọn hắn có thể xông đến nơi đây bất quá nương theo lấy những thực. Lực này kinh người khắp nơi đội ngũ đi đến nơi này, một trần ngược lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đã có bọn người kia tại, cái này không cách nào đột phá kết quả, chỉ sợ ngược lại đã có phá cục cơ hội mà đang ở một trận trong nội tâm hiện lên đạo này ý niệm trong đầu thời điểm, đột nhiên cái kia thần các chỗ phương hướng chỗ, có nhất đạo hào quang bộc phát dựng lên, chợt nhất đạo nhu nhược nhẹ giọng, chính là tại đây phiến thiên địa giữa truyền ra. Chư vị có thể cùng một chỗ thương thảo, như thế nào phá trước mắt kết quả? Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 872 Phá trận phương pháp bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com chư vị có thể cùng một chỗ thương thảo như thế nào phá trước mắt kết quả lúc nhu nhược kia thanh âm tại đây mảnh hắc ám sơn mạch bên trong truyền ra lúc nơi này khắp nơi đội ngũ đều là khẽ giật mình chợt ánh mắt chính là chớp động tự ý nào đó bên trên mà nói nơi đây thế lực khắp nơi đều xem như người cạnh tranh bọn hắn lẫn nhau phòng bị đề phòng cùng ám toán mà trước mắt cái kia thần các chim thai lưu ly đúng là ý định để cho bọn chúng đều liên thủ sao. Một trần đồng dạng là ánh mắt có chút biến ảo, nhưng cuối cùng thần sắc quy về bình tĩnh, cái này chim thai lưu ly tuy rằng nhìn qua ôn nhu yếu ớt, nhưng đích thật là có vài phần quyết đoán, trước mắt loại này cục diện, bằng vào một nhà thế lực, chỉ sợ cũng xem như dùng hết tất cả, đều khó có khả năng phá cục mà ra. Bất quá, về phần có thể hay không thuyết phục những thứ này mỗi người đều có mục đích riêng thế lực khắp nơi liên thủ, phải nhìn cái này chim thai lưu ly bổn sự. Phiến khu vực này, tiếng bàn luận xôn xao tại chim thai lưu ly thanh âm rơi xuống sau cũng là vang lên theo, bất quá lại thủy chung cũng không có bất kỳ thế lực phụ họa, nghĩ đến lẫn nhau đều là đặc biệt đề phòng. Chư vị chuyến này, nên cũng không chỉ là vì trước cái kia một điểm nhỏ tiểu thu hoạch mà đến, chính như các ngươi chứng kiến, chính thức bữa tiệc lớn đang tại trước mắt, cái này chi đại quân nếu là tinh lọc tất nhiên có thể đề luyện ra hơn 10 vạn thậm chí nhiều hơn vẫn lạc nguyên đan. Đến lúc đó nghĩ đến chúng ta sưu tập vẫn lạc nguyên đan nhiệm vụ cũng là có thể thuận lợi hoàn thành. Chim thai lưu ly hiển nhiên đối với cái này loại phản ứng cũng là trong dự liệu, cho nên không chút nào lộ ra ngoài ý muốn, tiếp tục không vội không chậm nói. Mà nàng lời này vừa ra, thì là lập tức làm cho không ít thế lực hô hấp tăng thêm một ít, hơn 10 vạn vẫn lạc nguyên đang đây đối với bất luận cái gì thế lực mà nói đều là một số khổng lồ số lượng, thậm chí đã có được nhiều như vậy vẫn lạc nguyên đang, nói không chừng liền địa chí tôn bí tàn phong ấn cũng là có thể phá giải. Mà ngoại trừ vẫn lạc nguyên đang bên ngoài, cái này trong đại quân còn có rất nhiều vẫn lạc viễn cổ cường giả, nếu là có thể từ đó đạt được một ít cường đại viễn cổ thần thuật, nghĩ đến đối với chư vị cũng là trợ giúp thật lớn. Về phần cái này chi đại quân, Bọn chúng hoàn toàn chính xác lợi hại, đổi lại chúng ta bất luận kẻ nào đều khó có khả năng một mình địch nổi, có thể bọn chúng cũng không phải là là không thể phá hủy, theo ta thu hoạch được tin tức, cái này chi đại quân ở trong ẩn có tứ linh chiến trận, mạnh mẽ vô cùng, mặc dù là thất phẩm chí tôn xâm nhập trong đó, cũng là thúc thủ vô sách. Chim Thai Lưu Ly mà nói một nói đến đây, nhưng là đột nhiên một chuyến, trực tiếp là làm cho thế lực khắp nơi chịu sững sờ, chợt sắc mặt chính là có chỗ biến hóa đứng lên liền thất phẩm chí tôn đều là không cách nào đột phá cái kia cái gọi là tứ linh chiến trận cái này chim thai lưu ly biết rõ đấy thứ đồ vật cũng không ít một trần cũng là có chút ít kinh ngạc cái này chim thai lưu ly tự hồ đối với chỗ này tử vong di tích rất hiểu rõ muốn càng lớn cho bọn hắn ít nhất có quan hệ cái này tứ linh chiến trận tin tức bọn hắn cũng liền vừa mới biết được mà thôi bất quá cái này tứ linh chiến trận tuy rằng mạnh mẽ nhưng thực sự không phải là vô lực có thể phá mà đang ở thế lực khắp nơi sắc mặt biến đổi giữa, cái kia chim thai lưu ly lại lần nữa lên tiếng, nhu nhược trong thanh âm, tự hồ là có một loại làm cho người kinh ngạc tự tin. Liên thất phẩm chí tôn đều là không cách nào xông qua, ngươi lại có ở đâu ra lớn như vậy khẩu khí. Có cường giả nhìn không được lên tiếng, nghĩ đến cũng không tin tưởng chim thai lưu ly theo như lời. Về phần đột phá phương pháp, nếu là chư vị đáp ứng liên thủ, ta thì sẽ báo cho biết nếu là vô tâm không sai mà nói ta đây cũng sẽ không giữ lại chim thai lưu ly thản nhiên nói thế lực khắp nơi hai mặt nhìn nhau chẳng lẽ cái này chim thai lưu ly thật là có phá giải cái kia chiến trận phương pháp một trần cùng cửu u đám người đối mặt đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra một vòng kinh ngạc chi ý cái này chim thai lưu ly chẳng lẽ thật có thể đủ phá giải mất cái này tứ linh chiến trận nếu là như vậy mà nói nàng này mức độ nguy hiểm chỉ sợ vừa muốn tăng lên không ít. Ha ha, nếu là chim thai cô nương thật sự có tin tưởng mà nói, ta đây đại la thiên vực ngược lại là có chút hứng thú. Mục trần hơi chút trầm ngâm, chợt trước tiên lên tiếng cười nói, hắn đối với cái này tử vong di tích cũng là hứng thú khá lớn, hôm nay thật vất vả xong đến nơi đây, nếu như như vậy rời đi không khỏi có chút không cam lòng, nếu là cái này chim thai lưu ly thật sự là có biện pháp lời nói, ngược lại là có thể nếm thử thoáng một phát. Đương nhiên, Mục trần nhưng cũng không có ngây thơ đến cho rằng cái này chim thai lưu ly thật sự là lớn như thế độ, lúc này người sau, cũng chẳng qua là đều muốn lợi dụng thế lực khác lực lượng, mượn này đột phá chiến trận mà thôi. Về phần chiến trận sau khi đột phá, đến lúc đó vì tranh đoạt di tích này chi bảo, sợ vẫn phải là triển khai tàn khốc đại chiến. Nếu như chim thai cô nương theo như lời là thật, ta huyền thiên điện cũng nguyện ý thử một lần. Ở đằng kia một phương hướng khác, Liễu Viêm đã trầm mặt thoáng một phát chợt cũng là trầm giọng mở miệng, bọn hắn chuyến này nhiệm vụ, chính là muốn đạt được chỗ này tử vong di tích trong vị kia chiến trận sư lưu lại tu luyện phương pháp, nhưng trước mắt dựa vào bọn hắn huyền thiên điện lực lượng, hiển nhiên không có khả năng đắc thủ. Cho nên chim thai lưu ly như vậy ý tưởng, ngược lại là đang phù hợp rồi liễu viêm trong nội tâm suy nghĩ. Ở đằng kia liễu viêm bên cạnh thân, tiêu thiên thì là ánh mắt âm trầm nhìn qua một trần, ánh mắt trong tơ máu leo lên, nhìn qua có chút đáng sợ, đáng tiếc chính là, người sau đối với kia nhưng là đối với hắn hung ác nhìn chăm chú, lơ đỉnh, hoàn toàn lựa chọn bỏ qua. Mà trong sân cục diện, bởi vì thoáng cái đã có hai tòa cực hạn thế lực hòa cùng, ngược lại là nhấc lên không nhỏ gần sống, còn lại mấy cái bên kia tụ hợp ở một chỗ liên quân có chút do dự, ngược lại là đã có một ít ý động. Bọn hắn cũng không phải kẻ ngu dốt, tự nhiên cũng là minh bạch chim thai lưu ly cử động như vậy có lợi dụng bọn hắn chi ngại, bất quá bọn hắn cũng có chính mình thông minh, cho nên mặc dù liên thủ, cũng sẽ là tại bảo tồn bản thân thực lực điều kiện tiên quyết phía dưới. Hơn nữa, đến lúc đó mặc dù đoạt không đến bảo, có thể ít nhất có thể trắng trận vơ vét một phen vẫn lạc nguyên đan, sau đó xem thời cơ không ổn, liền tranh thủ thời gian lui lại là được. Thế lực khắp nơi trong nội tâm ý niệm trong đầu lập lệ, cuối cùng cũng là có nghị quyết, không do dự nữa. Nếu như thần các tin tưởng như vậy, ta đây thanh vân tông cũng nguyện ra giúp một tay. Ta kim cương môn cũng có thể tương tùy. Thiên bi sơn nguyện ý liên thủ. Liên tiếp tiếng quát vào lúc này vang dội, mỗi một giọng nói chỗ đại biểu tối thiểu nhất đều là một phương nhất lưu thế lực, tuy nói chỉ một cấp quan trọng đừng không kịp cực hạn thế lực, mà khi bọn hắn hội tụ đứng lên lúc, thực lực kia cùng với thanh thế mạnh, mặc dù là liền cực hạn thế lực đều chịu ghé mắt một trần thờ ơ lạnh nhạt nhìn qua những cái kia nhao nhao tỏ vẻ nguyện ý liên thủ thế lực khắp nơi ánh mắt cùng cửu u đan vào rồi thoáng một phát cũng chỉ là cười nhạt một tiếng đã có những thứ này nhất lưu thế lực liên thủ trước mắt ván này vừa rồi mới có khả năng phá vỡ bất quá về phần như thế nào phá cục một trần trong lòng cũng là cảm thấy hiếu kỳ bởi vì đối với chiến ý mẫn cảm nguyên nhân hắn có thể mơ hồ cảm giác được cái kia hắc ám bình nguyên trong đại quân ẩn chứa hạng gì kinh khủng chấn động tại loại này chấn động xuống, mặc dù là luật phẩm chí tôn, đều là không hề có lực hoàn thủ. Tại một trần trầm ngâm giữa, cái kia xa xa thần các chỗ phương hướng, mấy đạo hào quang lướt đến, cuối cùng đã rơi vào một cái ngọn núi phía trên, cái kia đi đầu một người, chính là cái kia vị chim thai lưu ly. Nàng lúc này, vẫn là ngồi ở xe lăn màu trắng quần áo làm cho nàng xem đi lên lộ ra càng đơn bạc nhu nhược, nhưng mà nàng cái kia có chút mân khởi cặp môi đỏ mộng, thì là mơ hồ hiển lộ ra một tia cố chấp. Tại kia sau lưng, Phương Nghị giống như là hộ vệ đứng sừng sững lấy, hiện ra lãnh mang ánh mắt, ngẫu nhiên xẹt qua một trần chỗ phương hướng. Chiêu quân chi thủ, mong rằng đến đây thương thảo phá cục phương pháp. Chim thai lưu ly đôi mắt đẹp nhìn về phía cái kia thế lực khắp nơi, khẽ cười nói. Một trần cùng liệt sơn vương bọn hắn liếc nhau, sau đó gật gật đầu, trực tiếp là cùng cửu u lướt đi, xuất hiện ở này tòa đỉnh núi phía trên sau đó ông quyền cười cười nói đại la thiên vực một trần bái kiến chim thai cô nương rồi chim thai lưu ly đôi mắt đẹp nhìn về phía một trần người sau trẻ tuổi mà tuấn giật khuôn mặt làm cho nàng hơi có chút kinh ngạc hơn nữa lúc này người sau cái loại này ôn hòa hiển nhiên cùng lúc trước đang cùng tiêu thiên giao phong lúc chỗ triển lộ ra mũi nhọn hoàn toàn bất đồng một vương khách khí chim thai lưu ly tráng hơi điểm hưu u u cái kia liễu viêm cùng tiêu thiên cũng là vào lúc này lướt đến bất quá hai người nhìn về phía một trận ánh mắt đều là một mảnh băng hàng nghĩ đến nếu không có trước mắt không phải vùng đất hiền lành cũng đã là có muốn đánh đập tàn nhẫn quyết định hưu u u hưu u u mặt khác những cái kia nhất lưu thế lực cũng đều là vào lúc này thủ lĩnh ra hết sau đó rơi xuống ngọn núi này trên đỉnh trong lúc nhất thời nơi đây ngược lại là lộ ra bầy mạnh mẽ tụ tập đội hình xa hoa đứng lên Chim thai cô nương, trước mắt cái này quân trận nên như thế nào phá, hiện tại có thể nói a?" À. Liễu Viêm ông quyền trầm giọng nói. Kia ánh mắt của hắn cũng tận là quan hướng chim thai Lưu Ly, bất quá người sau tuy nói nhìn qua ôn nhu yếu ớt, nhưng lại tại nhiều như vậy cường giả nhìn chăm chú, không thấy chút nào e sợ sắc, chẳng qua là Ôn Nhu nói: "Từ ta được đến tin tức biết, trước mắt cái này chi đại quân, ở đằng kia thời kỳ viễn cổ, được xưng là Tứ Linh quân." mà kia trưởng khống giả, được xưng là thiên trận hoàng, chính là một vị chính thức chiến trận sư. Cái này tứ linh trận cường thịnh thời kỳ, cùng sở hữu trăm vạn đại quân, chẳng qua là hôm nay thịnh thế không có ở đây, mắt nhìn hạ như vậy quy mô, nên đã chưa đủ một nửa, bất quá dù vậy, đối với chúng ta mà nói, cũng là khó có thể chống lại đại địch. Mọi người sắc mặt ngưng trọng, nghĩ đến cũng đúng bị cái kia trăm vạn đại quân khí thế chỗ chấn nhiếp, dù sao đây cũng không phải là cái gì trăm vạn đám ô hợp, mà là trăm vạn có được lấy chiến ý, trải qua nhiều năm khổ tu tinh nhuệ chiến sĩ, cái này một khi hội tụ đứng lên, cái kia các loại lực lượng, chỉ sợ địa chí tôn phía dưới, chưa có người địch. Bất quá chư vị cũng không cần vô cùng e ngại, cái này tứ linh quân tuy mạnh, mà dù sao đã hóa thành một nát, trước mắt cũng vẻn vẹn chẳng qua là cái xác không hồn, quy lực không kịp khi còn sống một nửa. Chim thai lưu ly mỉm cười, nói. Mà cái này tứ linh quân, chia làm trong ngoài hai quân, bên ngoài quân số lượng to lớn, khó có thể xâm nhập, mà bên trong trong quân, thì là bố có tứ linh chiến trận, quy lực vô cùng, trận này không thể mạnh mẽ phá, bởi vậy chiến trận phân bốn trận, chỉ có bốn trận đủ phá, mới có thể triệt để tan rã, nếu không chỉ một trận bị phá, không được bao lâu, bị phá chi trận cũng sẽ bị mặt khác ba trận sở tu phục. Hơn nữa, quan trọng nhất là, cái này tứ linh chiến trận, không thể lung tung dũng mãnh vào công phạt, nếu không nó hội ngộ mạnh mẽ càng mạnh. Bởi vậy, chúng ta chỉ có thể do bốn vị thống lĩnh khống chế riêng phần mình dưới trướng đại quân tiến vào, dùng một quân chi lực phá trận. Chim thai lưu ly đôi mắt đẹp nhìn về phía mọi người, nói. Cho nên, cái này bên ngoài quân nhu muốn chư vị liên thủ hỗ trợ đối phó, mà bên trong quân tứ linh chiến trận, liền cần bốn vị có được chính thức năng lực chiến ý thiên tài liên thủ phá trận rồi. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 873 Khổng lồ liên quân Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Bốn vị chiến ý thiên tài Lúc một trần bọn hắn khi nghe thấy chim thai lưu ly chuyện đó lúc, thần sắc đều là ngơ ngác một chút, chợt khẽ nhíu mày, bởi vì trước mắt nơi đây, tính cả chim thai lưu ly cùng với cái kia tiêu thiên, bọn hắn cũng cũng chỉ có ba vị chiến ý thiên tài mà thôi điều này chẳng lẽ hiện tại muốn bọn hắn sẽ tìm ra một vị chiến ý thiên tài sao đây cũng không phải là chuyện dễ dàng gì dù sao mặc dù toàn bộ bắc giới có thể xưng là chiến ý thiên tài người đều chẳng qua hai tay số lượng hiện tại muốn tìm nói dễ vậy sao chim thai lưu ly nhìn thấy mọi người nhăn lại lông mày thì là cười nói ta cũng biết muốn gom đủ bốn vị chiến ý thiên tài có chút phiền toái cho nên ngược lại cũng là có chiếc trung trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa phương pháp cái kia tiến vào thứ tư trận người có thể do ba vị chiến ý tạo nghệ không thấp thống lĩnh liên thủ xuất lĩnh quân đội tiến vào như vậy chỉ sợ không cách nào phá trận a đồng dạng có trong mắt bất phàm chi nhân trầm ngâm mở miệng nói bởi vì người ở chỗ này đều rất rõ ràng mặc dù là ba vị chiến ý tạo nghệ không thấp thống lĩnh cũng rất khó địch nổi một vị chiến ý thiên tài bởi vì này song phương tại chiến ý phía trên lĩnh ngộ cùng với khống chế cũng không tại một cái mặt phía trên. Hơn nữa, ba vị này thống lĩnh dù sao không cách nào đồng tâm đồng đức, đều muốn bằng vào riêng phần mình chiến ý chống cự cái kia tứ linh chiến trận, chỉ sợ cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Dựa theo chim thai lưu cô nương lúc trước theo như lời, như cái kia thứ tư trận không cách nào phá giải, mặc dù chúng ta phá giải mặt khác ba trận, chỉ sợ cũng là tốn công vô ích a. À. Một trận cũng là mở miệng dò hỏi nếu là cái này tứ linh chiến trận ở vào hoàn toàn trạng thái mà nói ngược lại đích thật là như thế chim thai lưu ly nói khẽ bất quá trước mắt trải qua tuế nguyệt ăn mòn cái này tứ linh chiến trận đã không lại hoàn mỹ cho nên mới để cho chúng ta hữu cơ thừa dịp chỉ cần chúng ta có thể tại thời gian cực ngắn bên trong phá giải còn lại ba trận cái kia thứ tư trận tức thì sẽ phải chịu thật lớn suy yếu đến lúc đó lại phá giải nó thì là có thể nhẹ nhõm rất nhiều cho nên cái kia tiến vào thứ tư trận thống lĩnh cũng không cần xuất quân phá trận chỉ cần kéo dài tới chúng ta còn lại ba trận bị phá là được lời nói ở đây chim thai lưu ly đôi mắt đẹp nhìn về phía mọi người thanh lợi trên gương mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười nói không biết chư vị cảm thấy như thế nào mọi người hai mặt nhìn nhau bọn hắn đối với cái gọi là tứ linh chiến trận không chút nào biết nếu như trước mắt chim thai lưu ly nói như vậy bọn hắn tự nhiên cũng liền không có mặt khác ý kiến dù sao hết thảy đến lúc đó xem đi nếu thật là không ổn cùng lắm thì trực tiếp bỏ chạy một trần ngược lại là nhìn qua chim thai lưu ly cái kia thanh lệ dung nhang ánh mắt chớp lên nhưng cuối cùng nhưng lại không cái gì nếu như chư vị cũng không ý kiến vậy liền chuẩn bị làm việc a à. về phần cái kia ba vị xong thứ tư trận thống lĩnh liền phiền toái thỉnh chư vị dưới trướng mạnh nhất thống lĩnh a à. chim thai lưu ly tráng nhẹ một chút sau đó cái kia trên gương mặt chính là có một vòng khắc nghiệt chi khí hiển hiện trên ngọn núi mọi người đối mặt cũng liền cũng không nói thêm cái gì riêng phần mình triệt hồi đại quân ở bên trong bắt đầu chỉnh đốn đội ngũ chuẩn bị liên thủ tác chiến một trần cũng không lập tức rời đi mà là đợi đến những người khác đều là sau khi rời đi vừa rồi cười nhìn qua chim thai lưu ly nói chim thai cô nương vì sao đối với nơi này biết được như thế rõ ràng liền phá rõ ràng tứ linh chiến trận phương pháp đều là biết được chim thai lưu ly đôi mắt đẹp nhìn chầm chầm vào một trần tùy ý cười nói chẳng qua là tại sông vào trên đường vận may bắt gặp cái này thiên trận hoàng dưới trướng một ít thống lĩnh mà thôi ta nghĩ một vương nên cũng gặp phải qua a à. ta đây biết được nhưng là không còn chim thai cô nương như vậy kỹ càng rồi bất quá nếu như chúng ta đã lựa chọn liên thủ cái kia đến lúc đó liền hy vọng chim thai cô nương cũng không trêu đùa chúng ta Mục trần đối với chim thai lưu ly giải thích ngược lại là từ chối cho ý kiến, bất quá nếu như người sau cũng không nguyện ý nói tỉ mỉ, hắn cũng liền không muốn hỏi nhiều, có chút ông quyền, sau đó liền cùng cửu u quay người mà đi. Tại chim thai lưu ly sau lưng, Phương Nghị ánh mắt lạnh xuống nhìn qua một trần rời đi thân ảnh, sau đó nhìn về phía chim thai lưu ly, nói Ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta muốn giúp ta đối phó một trần đấy. Cái này một trần không có dễ dàng đối phó như vậy đấy, hơn nữa trước mắt tử vong di tích càng thêm trọng yếu, nó quan hệ đến ta có thể trở thành hay không chính thức chiến trận sư, cho nên ngươi cũng có thể chủ yếu và thứ yếu rõ ràng, nói cách khác, các chủ chỗ đó cũng không nên nói rõ. Chim thai lưu ly tầm mắt cục xuống, nhu nhược thanh âm, nhưng là bình bình đạm đạm. Phương Nghị câu chặt lông mày, đã trầm mặt thoáng một phát, âm thanh lạnh lùng nói. Dù sao điều kiện ta đã khai ra, ngươi có lẽ có thời gian, có thể mùi mùi của ngươi chỉ sợ cũng đợi không được quá lâu đấy, cái kia cửu thiên tục hồn thảo tại chúng ta thần các đó cũng là trọng bảo, mà ngươi hôm nay mặc dù là chúng ta thần các người, nhưng bởi vì dĩ vãng sự tình, dù sao khó lấy được tín nhiệm, cho nên chỉ có ta giúp ngươi xin tha, mới có thể có cơ hội. Hơi nghiêng tóc cắt ngang trán, tại chim thai lưu ly thanh lệ trên gương mặt lưu lại một bóng ma, nàng làm như dừng một chút, sau đó vừa rồi dơ lên đôi má, cười nhạt nói. Yên tâm đi, đại thú liệp chiến lúc này mới bắt đầu không bao lâu, chúng ta còn có chính là thời gian. Phương Nghị nhìn chim thai lưu ly liếc, gật gật đầu, sau đó quay người mà đi. Chim thai lưu ly đôi mắt đẹp nhìn qua bóng lưng của hắn, thần sắc bình tĩnh, chẳng qua là cái kia trong tay áo bàn tay như ngọc trắng, nhưng là bởi vì dùng sức nắm chặt, dẫn đến cái kia hết sức nhỏ đầu ngón tay, có chút trắng bệt. Lúc thế lực khắp nơi thủ lĩnh trở lại riêng phần mình trong đại quân về sau, cái kia từng nhánh nguyên bản yên lặng theo dõi kỳ biến đại quân, cũng là bắt đầu chỉnh đốn, mà cái kia trùng trùng điệp điệp trận chiến, cũng là lộ ra cực kỳ dọa người. Mục Trần đứng ở một cái ngọn núi bên trên, tại kia sau lưng, đại la thiên vực khổng lồ kia đại quân, cũng là giống như ẩn nút cự thú bình thường, đang tại trọng triển lấy giữ tận thân hình, từng cổ một bàn bạc chiến ý, nhộn nhạo đi ra. Tại Mục Trần sau lưng, cửu u nhìn qua một màn này, chân mày cau lại, nói. Cái kia chim Thai Lưu Ly nói lời cuối cùng là thật sao? Lợi dụng chi ý là tất nhiên đấy, bất quá người nơi này cũng không một cái là ngu xuẩn, chim Thai Lưu Ly đều muốn lợi dụng người khác, người khác cảm giác không phải là đều muốn lợi dụng nàng, ai cũng không muốn tay không mà quay về, tuy rằng những người khác đều biết liên hợp ở một chỗ mới có thể từ trước mắt cái này một nát trong đại quân kéo xuống một miếng thịt ăn, nhưng bọn hắn cũng không thể lực lại để cho thế lực khắp nơi đều liên hợp. Nếu như chim Thai Lưu Ly có cái này bổn sự, bọn hắn đương nhiên mừng rỡ biết thời biết thế bất quá chúng ta cũng cẩn thận một ít a à, ta cuối cùng cảm thấy cái này chim thai lưu ly tự hồ là che giấu một ít gì đó một trần hai mắt hiếp lại nhìn về phía chim thai lưu ly chỗ phương hướng nói cửu u nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu khắp nơi đội ngũ điều động vẻn vẹn chẳng qua là nửa canh giờ chính là triệt để hoàn thành từng nhánh quân dung cường thịnh đại quân rậm rạp chằng chịt tại đây mảnh bao la sơn mạch giữa không trung phô tán mà mở, từng cổ một bàn bạc chiến ý, vỡ bờ phía chân trời. Trước mắt nơi đây, cơ hồ là có ba tòa cực hạn thế lực, tại tăng thêm hơn 10 tòa nhất lưu thế lực, cái kia tất cả quân đội đội ngũ cộng lại, kia số lượng đồng dạng là đạt đến mấy chục vạn quy mô, nhìn qua lộ ra cực kỳ sừng sững đồ sộ. Chư vị có thể đã chuẩn bị xong. Chim thai lưu ly nhu nhược kia thanh âm lại lần nữa truyền đến, che giấu rơi xuống cái kia đầy trời xôn xao thanh âm, dẫn tới vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Thế lực khắp nơi đều là hướng về phía chim thai lưu ly chỗ ngọn núi ông quyền, tỏ vẻ đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Đã thỏa đáng, vậy thì mời chư vị chuẩn bị hành động A, cái này tứ linh quân ngoại quân khu vực, tuy nói tinh nhuệ trình độ không kịp nội quân, nhưng thắng tại số lượng to lớn. Bất quá cũng may hôm nay bọn chúng đã là hóa thành một nát, chiến ý chưa đủ toàn thịnh thời kỳ một nữa, chỉ cần chư vị có thể nghe theo chỉ huy của ta, ta có thể cam đoan mọi người tổn thất sẽ hạ thấp đến thấp nhất." Chim Thai Lưu Ly nhẹ nhàng chậm chạp trong thanh âm, nhưng là lộ ra cái này một cổ tự tin. Thế lực khắp nơi có chút trầm ngâm, sau đó cũng là đều gật đầu, nếu như cái này Chim Thai Lưu Ly thật sự là có thể làm cho bọn hắn tổn thất rớt xuống sông qua cái này một nát đại quân, đây cũng là mà thôi, nếu như một khi phát hiện nàng chỉ là muốn muốn dùng bọn hắn đi làm pháo hôi. Cái kia đến lúc đó liền trực tiếp bỏ chạy, cái kia cá chết lưới rách kết quả, nghĩ đến cái này chim thai lưu ly cũng không dám đơn giản săn bậy. Một trần cùng Liệt Sơn Vương bọn hắn liếc nhau, cũng đều là nhẹ nhàng gật đầu. Chư vị, bắt đầu hành động, dùng ta thần các làm đỉnh nhọn, chư quân thủ hộ cánh. Ở đằng kia vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, cái kia chim thai lưu ly nhẹ hít một hơi, cái kia xưa nay tỉnh táo trong con ngươi, nhưng là vào lúc này hiện lên một vòng vẻ cùng nhiệt nàng trắng thuần bàn tay nhỏ bé nâng lên đột nhiên vung xuống oanh thần các khổng lồ kia đội ngũ trước tiên phóng lên trời bàn bạc mênh mông chiến ý giống như là hải dương tràn ngập ra chỉ một thoáng phong vân biến sắc hưu u u hưu u u khổng lồ quân đội dường như mây đen giống như gào thét mà ra mà ở kia phía sau thế lực khắp nơi đội ngũ cũng là ngay ngắn trật tự lướt đi chăm chú đi theo tại thần các đại quân về sau cái này chi khổng lồ liên quân, thành thế kinh người, sẽ qua chỗ, thật là có chút đất trung núi chuyển cảm giác, tuy rằng cái kia một luồng sóng bàn bạc chiến ý lẫn nhau phân biệt rõ ràng, không chút nào dung, nhưng như thế số lượng hội tụ ở một chỗ, cũng là lộ ra đặc biệt đáng sợ. Một trần đồng dạng là xuất lĩnh lấy đại la thiên vực đội ngũ, ở vào cái này chi khổng lồ liên quân trong về sau phương, hắn nhìn qua cái này chi quy mô hùng vĩ liên quân, cũng là âm thầm tặc lưỡi, trong lòng có chút chấn động đại quân tạo thành mây đen che khuất bầu trời gào thét qua phía chân trời, sau đó 10 phút đồng hồ về sau, chính là xông vào cái kia mảnh hắc ám bình nguyên, mà cái kia nhìn không thấy phần cuối mục nát đại quân, cũng là xuất hiện ở rồi tất cả mọi người trong tầm mắt. Cái kia như rừng chiến kỳ, tràn ngập phía chân trời mục nát chiến ý, làm cho thế lực khắp nơi thần sắc đều là hơi khẩn trương lên. Bất quá, ở vào trong đại quân chim thai lưu ly, lại không thấy chút nào vẻ sợ hãi, cái kia đôi mắt đẹp chỗ sâu nóng bỏng càng nồng đậm, nàng cái kia thanh tịnh thanh âm, cũng là vào lúc này vang vọng tại mỗi người bên tai. Hướng Oanh Khổng lồ liên quân, dùng thần các quân đội làm đỉnh nhọn, tại thời khắc này, giống như một thanh sắc bén vô cùng đau nhọn, trực tiếp là hung hăng xông lên cái kia một nát đại quân phòng tuyến. Hai cổ đáng sợ nước lũ, vào lúc này lông trời lỡ đất giống như đánh vào nhau. Mạnh mẽ vô cùng chiến ý phóng lên trời, không gian dường như đều là chấn động đứng lên chiến ý vỡ bờ giữa đại địa xé rách cái kia một nát đại quân tầng thứ nhất phòng tuyến trực tiếp là bị lập tức xé rách rồi sau đó khổng lồ kia liên quân chính là giống như thủy triều bình thường từ cái kia xé rách lỗ hỏng ở bên trong nhanh giống như là bôn lôi vọt vào vô số một nát chiến sĩ trong nháy mắt này hóa thành tro tàn tan thành mây khói nhưng mà cái này chi khổng lồ liên quân bộ pháp không ngừng chút nào ngược lại dùng một loại càng thêm hung hãn tư thái, xé rách mà mở, trực tiếp đối với cái kia một nát đại quân ở chỗ sâu trong quét sạch mà đi. Thân ở liên quân ở trong một trần nhìn qua cái loại này đáng sợ chiến ý xông tới, cũng là nhìn không được hít thật sâu một hơi khí lạnh, như thế trận chiến, thật sự là có chút trung động nhân tâm. Hắn nhìn qua chỗ xa xa cái kia một vòng đơn bạc màu trắng bóng hình xinh đẹp, trên mặt nhưng là hiện lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Nữ tử này, thật sự là có chút lợi hại a. À. bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 874 Chim thai lưu ly năng lực Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đông Hắc ám bên trên bình nguyên, chiến kỳ như rừng, một nát chiến ý trùng trùng điệp điệp tràn ngập phía chân trời, bất quá vào lúc này, cái này một nát trong đại quân, nhưng là xuất hiện thật lớn chấn động một chi quy mô đồng dạng kinh khủng liên quân, đang tại điên cuồng xé rách một nát đại quân phòng tuyến, mạnh mẽ chiến ý quét ngang ra, đem cái kia ngăn trở tại phía trước vô số một nát chiến sĩ, đều chấn thành đầy trời mảnh vỡ. Cái này tự nhiên là do thần các làm đỉnh nhọn tạo thành khổng lồ liên quân. Liên quân thanh thế mênh mông cuồn cuộn, tại lúc mới bắt đầu chính là thể hiện ra rồi rất mạnh sắc bén, cái kia một nát đại quân ban đầu phòng tuyến trực tiếp là bị dễ dàng xé rách, mà liên quân thì là giống như thủy triều bình thường từ cái kia xé rách lỗ hổng ở bên trong điên cuồng dũng mãnh vào sau đó một đường mạnh mẽ đâm tới nhanh chóng đối với cái này một nát đại quân ở chỗ sâu trong mà đi ở đằng kia trong đại quân một trần nhìn qua một màn này thần sắc ngược lại là một mảnh bình tĩnh cũng không có giống như thế lực khác như vậy mừng rỡ như điên bởi vì hắn biết loại này dễ như trở bàn tay xử lý cảm giác cũng không khả năng một mực kéo dài nữa cái này chi một nát đại quân, mặc dù chẳng qua là ngoại quân bộ phận, cũng tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như vậy đấy, lúc trước thuận lợi, chỉ là bởi vì phía trước phòng tuyến thật sự là quá mức yếu ớt nguyên nhân. Hơn nữa, liên quân quy mô tuy rằng không kém, nhưng lại là từng người tự chiến, cái kia từng cổ một chiến ý căn bản không có khả năng hình thành dung hợp, mà trái lại cái này một nát đại quân, nhưng là có thể hoàn mỹ dung hợp, hai cái này giữa, mặc dù số lượng tiếp cận, có thể uy lực của nó, nhưng là có chênh lệch cực lớn. Nếu như không phải là bởi vì cái này một nát đại quân sớm đã đã mất đi thần trí, chỉ sợ chỉ cần bọn chúng chiến ý thúc giục đứng lên, bọn hắn cái này chi liên quân, phải tử thương vô số. Nhưng dù vậy, đều muốn thật sự đột phá cái này một nát đại quân phong tỏa, cũng kiên quyết không phải trong tưởng tượng chuyện đơn giản như vậy. Mà sự tình cũng hoàn toàn chính xác không ra một trần sở liệu, liên quân xé rách một nát đại quân phong tỏa tốc độ đi ngang qua vừa bắt đầu nhuệ khí về sau, rút cuộc bắt đầu trở nên chậm chạp, cái kia từ bốn phương tám hướng điên cùng vọt tới một nát chiến ý, giống như mây đen khuất đỉnh bình thường, cái kia các loại uy áp, liền đại địa đều là đang run rẩy. Đối mặt với như thế mênh mông chiến ý, cái kia ở vào liên quân trước nhất phong thần các quân đội, cũng là bắt đầu đã bị áp chế, bàn bạc chiến ý liên tiếp bại lui, hiển nhiên không cách nào địch nổi cái này một nát đại quân bao phủ mà đến chiến ý áp bách. Thanh Vân Tông, Kim Cương Môn, thúc giục chiến ý. Bất quá, ngay tại thần các quân đội chiến ý bắt đầu yếu bớt lúc, cái kia chim thai lưu ly thì là một tiếng quát nhẹ, lúc này nàng nhu nhược kia trong thanh âm, dường như đều là hơn nhiều một cổ khắc nghiệt chi khí. Mà nghe được tiếng quát của nàng, ở đằng kia thần các quân đội phía sau, đến từ Thanh Vân Tông cùng Kim Cương Môn quân đội, thì là khi bọn hắn riêng phần mình thủ lĩnh gật đầu hạ nhanh chóng lao ra, mạnh mẽ chiến ý quét sạch, cùng thần các quân đội cùng nhau đem cái kia đến từ phía trước đáng sợ chiến ý áp bách ngăn cản xuống. Oanh oanh. Mênh mông chiến ý hung hăng va chạm nhau lấy, cái kia một luồng sóng tràn ngập ra đến sóng xung kích, làm cho không gian đều là đang không ngừng vặn vẹo lên, một màn kia, coi như là một ít ngũ phẩm chí tôn đều xem trọng kinh hãi. Liễu Viêm thiếu điện chủ cánh phải liền giao cho các ngươi huyền thiên điện rồi. Chim thai lưu ly đôi mắt đẹp bắn về phía huyền thiên điện đại quân chỗ phương hướng, bọn hắn vừa vặn ở vào liên quân cánh phải, mà lúc này cái hướng kia, đang có lấy bàn bạc chiến ý cuốn tới, ý đồ đem liên quân cứng trắng xé trách. Liễu viêm gật đầu, loại này thời điểm liên quân đã lâm vào một nát đại quân trong vòng vây, hắn tự nhiên cũng không dám sang bậy, dù sao một khi liên quân chỗ xé trách, bọn hắn đều muốn rút đi, cũng sẽ nỗ lực không nhỏ trả giá. Cho nên hắn lập tức hướng về phía bên cạnh Tiêu Thiên gật gật đầu, người sau thì là bàn tay vung lên, Huyền Thiên Điện cái kia từng nhánh trong đại quân thì là chiến ý bộc phát, đại địa chấn động giữa, bàn bạc chiến ý giống như là hải vỡ bờ mà ra, cái kia chiến ý mạnh vượt qua, lại trong lúc nhất thời đem cái kia đến từ Liên quân cánh phải một nát chiến ý, cũng là cho cản trở lại. Ở vào phía sau một trần nhìn thấy một màn này, lông mày cũng là có chút chớp chớp, cái kia Tiêu Thiên tuy rằng khiến người chán ghét ác bất quá đích thật là có vài phần bổn sự bằng vào huyền thiên điện sức một mình là có thể tạm thời ổn định liên quân cánh phải một vương liên quân phía sau tức thì thỉnh đại la thiên vực tọa trấn rồi chim thai lưu ly đôi mắt đẹp khẽ dời cái kia thanh âm nhu hòa cũng là lại lần nữa truyền vào một trần trong tay một trần xa xa ông quyền cười cười gật đầu đáp mọi người lúc này ở cùng trên một cái thuyền ta đại la thiên vực thì sẽ đem hết toàn lực cái kia vậy cảm ơn rồi. Chim thai lưu ly tráng hơi điểm, rồi sau đó nàng cái kia không vội không chậm thanh âm, lại lần nữa truyền ra, vang vọng toàn bộ liên quân. Thỉnh chư quân riêng phần mình vẫn chắc chỗ phương vị, nếu như không có cách nào chống cự, liền cầu viện một tiếng. Chim thai lưu ly thanh âm nhu hòa lộ ra cực kỳ thông dong, cũng không có người vì hôm nay hãm sâu một nát đại quân vây quanh thì có chỗ kinh hoảng, mà ở nàng như vậy bình tĩnh thông dong giữa, đúng là làm được cả chi khổng lồ liên quân lộ ra có chút có trật tự, phòng thủ giữa, coi như là cẩn thận chặt chẽ, mà đối với nàng lần này bổn sự, coi như là một trần, đều là nhìn không được tại trong lòng tán thưởng rồi một tiếng, hắn xem như nhìn ra, cái này chim thai lưu ly tuy rằng nhìn qua là nhu nhược nữ tử, nhưng cái này hành quân bày trận, lại thật là có lấy cực cao thiên phú. Ít nhất một trần biết, nếu như đổi lại hắn tới, chỉ sợ không có biện pháp trong một trong thời gian ngắn ngủi, sẽ đem sau một chi mỗi người đều có mục đích riêng liên quân điều chỉnh được như thế công thủ có độ nàng này ngược lại thật là có chút năng lực tại một trần bên cạnh thân cửu u cũng là lên tiếng khen liệt sơn vương bọn hắn nghe vậy đều là phụ họa gật đầu có chút cực kỳ hâm mộ bực này nữ tử lại là chiến ý thiên tài lại có thể đủ điều khiển đại cục thật sự xem như một người lợi hại mà xem ra Lúc này đây nàng nói không chừng thật đúng là có thể xuất lĩnh cái này tạm thời hiểu ra liên quân, xong ra cái này tứ linh quân ngoại quân phong tỏa, cùng cái kia tứ linh quân tứ linh chiến trận nhất quyết cao thấp. Oanh oanh. Tại một trận bọn hắn tán thưởng giữa, liên quân đã là tại lại lần nữa phô thiên cái địa gạo thét mà ra, từng cổ một bất đồng bạn bạc chiến ý vỡ bờ đi ra, đem cái kia đến từ bốn phương tám hướng một nát chiến ý đều tách ra chống trừ xuống hai chi khổng lồ quân đội tại triển khai chiến ý ở giữa sông tới, cái kia không có bất kỳ xinh đẹp, mỗi một lần chiến ý va chạm nhau, đều muốn sẽ chấn động vô số mục nát chiến sĩ hóa thành tro bụi, bất quá đồng dạng, liên quân bên này cũng là tại bắt đầu xuất hiện thương vong, nhưng những thứ này thương vong, đặt ở thế lực khắp nơi trong mắt hiển nhiên cũng là có thể tiếp nhận, bởi vì bọn họ đều rõ ràng. Nếu như lần này không phải chim thai lưu ly chỉ huy thỏa đáng mà nói, chỉ sợ bọn họ cho dù. Chết tuyệt đều không thể xông vào cái này một nát trong đại quân ở đằng kia lần lượt chiến ý xông tới xuống cái kia một nát đại quân quân trận cũng là đang bị liên quân từng khúc xé rách sau đó không ngừng xâm nhập thẳng đến hắc ám bình nguyên ở chỗ sâu trong mà đi liên quân trước nhất phong chỗ chính là thừa nhận áp lực lớn nhất địa phương nếu như đổi lại một phương thế lực một mực ở vào vị trí kia mà nói chỉ sợ không được bao lâu sẽ tử thương hầu như không còn bất quá cái kia chim thai lưu ly nhưng là thông minh mấy chục chi quân đội tại dưới sự chỉ huy của nàng, thay phiên thay thế, một khi xuất hiện chống đỡ hết nổi, lập tức đổi lấy chiến ý cường thịnh quân đội trên đỉnh, kể từ đó, cái kia công kích nhuệ khí, vẫn luôn là có thể bảo trì xuống. Không ngừng xé rách tứ linh quân phong tỏa phòng tuyến, mà đang chú ý phía trước lúc, cái này chim thai lưu ly còn có thể phân tâm chăm sóc liên quân mặt khác cánh, tất cả phương vị, đều là bị nàng chiếu cố được thỏa thỏa thiếp thiếp. Bất quá, tại loại này lưu lạc ở bên trong hiển nhiên là những cái kia nhất lưu thế lực xuất lực tối đa mà trái lại thần cát đại la thiên vực huyền thiên điện đội ngũ ngược lại chẳng qua là tại vững chắc toàn cục cho nên nói lên tổn thất ngược lại yếu nhược tại một ít nhất lưu thế lực mà đối với loại tình huống này chim thai lưu ly chẳng qua là nhàn nhạt một câu liền làm được những cái kia tổn thất hơi hơn thế lực chỉ có thể câm miệng chúng ta tam quân đều là muốn bảo tồn lực lượng đối phó về sau tứ linh chiến trận, nếu là lúc này tiêu hao quá nhiều chiến ý, chúng ta chuyến này lại có ý nghĩa gì. Nghe được chim thai lưu ly chuyện đó, thế lực này cũng chỉ có thể nuốt vào trong miệng lời nói, bởi vì bọn họ cũng hiểu rõ, chỉ có phá cái kia cái gọi là tứ linh chiến trận, bọn hắn mới có thể lấy được thu hoạch. Mà về sau phá giải tứ linh chiến trận, liền chỉ có dựa vào chim thai lưu ly, một trận cùng với Tiêu Thiên bọn họ. Mục trần đối với cái này, thì là mỉm cười, ánh mắt nếu có thâm ý xa xa nhìn chim thai lưu ly li liếc, chợt hắn hướng về phía cửu u bọn hắn cười cười, nói. Muốn đột phá cái này ngoại quân phong tỏa, không khó lắm rồi. Cửu u bọn hắn nghe vậy gật gật đầu, bọn hắn cũng là có thể cảm giác được cái kia từ bốn phương tám hướng bao phủ mà đến một nát chiến ý tự hồ là tại dần dần yếu bớt, cái kia là bởi vì bọn hắn sắp sửa xông ra phong tỏa nguyên nhân. Bất quá, Tuy nói sắp xong ra cái này ngoại quân phong tỏa, nhưng bọn hắn không chỉ có không có buông lỏng một hơi, ngược lại sắc mặt càng khẩn trương, tầm mắt của bọn hắn nhìn về phía chiến kỳ như rừng hắc ám bình nguyên chỗ sâu nhất, ở đằng kia hắc ám địa phương, phản phất là chiếm cứ một cái cự thú bình thường, mặc dù nhìn không thấy, nhưng cũng là làm cho người không thở nổi. Chỗ đó, cất giấu tứ linh chiến trận, đó mới là chỗ này tử vong di tích trong đáng sợ nhất địa phương mà về phần có thể hay không thật sự phá vỡ này tòa chiến trận, chỉ sợ mặt cho ai đều là không có lòng tin tuyệt đối, mà một khi mất bại, đến lúc đó đều muốn lại xông ra, cần thiết trả giá cao, chỉ sợ cũng không phải lúc đến những thứ này. Oanh Long Long Thiên địa tại kinh khủng chiến ý xông tới hạ rung rẩy không ngừng lấy, đại địa khe hở lan tràn, vô số mục nát chiến sĩ tại chiến ý vỡ bờ hạ hóa thành tro tàn, mà đồng dạng, ở đằng kia liên quân bên trong, không hoàn toàn có chiến sĩ bị chấn động thổ huyết rơi xuống, khí tức đoạn tuyệt. Tuy nói chim thai lưu ly chỉ huy có độ, có thể chiến ý trùng kích, dù sao cũng là rắn rắn chắc chắc đấy, một cái sơ sẩy, mặc dù là một quân, cũng là có thể dễ dàng hủy diệt mà đi. Không đủ, đang lúc cái kia ở vào liên quân đỉnh nhọn hai tòa nhất lưu thế lực thúc giục chiến ý ra sức nghênh chiến lúc, cái kia phía trước vọt tới chiến ý áp bách, nhưng là trong nháy mắt này đột nhiên từ từ tiêu tán một khắc này giống như là bao phủ tại trên thân thể núi lớn tản đi bình thường. vô số liên quân có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện cái kia nguyên bản nhìn không thấy phần cuối mục nát đại quân đã là biến mất tại phía trước, mà bọn hắn nơi đây vị trí đúng là một mảnh trống trải khu vực ở đằng kia phía sau còn có thể nhìn thấy vô số mục nát chiến sĩ, bất quá bọn chúng nhưng là dừng lại không tiếng, phản phất là tại sợ hãi bị cái gì. xông ra đến rồi thế lực khắp nơi tinh thần đều là chấn động, sắc mặt kinh hỷ đứng lên, trải qua cái này gần một canh giờ chiến ý chém giết, bọn hắn cuối cùng là chạy ra khỏi cái này tứ linh quân ngoại quân phong tỏa. Bất quá, khi bọn hắn sắc mặt phấn khởi lúc, cái kia phía trước chim thai lưu ly, một trần còn có cái kia tiêu thiên thần sắc nhưng là tại cùng lúc hơi đổi, bọn hắn ngẩng đầu lên, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía xa xôi phía trước. Ở đằng kia trong bóng tối, kinh khủng cảm giác áp bách giống như mây đen khuất định giống như bao phủ mà đến, làm cho người không thể thở. Chỗ đó, chính là tứ linh chiến trận. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 875 Tứ linh chiến trận Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hắc ám cả vùng đất, tràn ngập một nát khí tức, mơ hồ có thể nhìn thấy dưới bùn đất lộ ra rậm rạp bạch cốt, trên mặt đất đồng dạng là che kín lấy giữ tận vết trách, bởi vậy có thể tưởng tượng, ở đằng kia thời kỳ viễn cổ, nơi đây cuối cùng bạo phát cỡ nào vô cùng thê thảm chiến đấu. Khổng lồ liên quân, tại sông ra rồi ngoại quân phong tỏa về sau, thì là tiến nhập ngoại quân cùng nội quân ở giữa trống trải khu vực, phiến khu vực này, ngoại quân chiến sĩ cũng không lại đặt chân, hơn nữa mất đi tất cả thần trí bọn chúng, hiển nhiên cũng sẽ không lại đối với cái này chi xâm nhập vào khổng lồ liên quân tiến hành công kích mà khổng lồ liên quân, thì là bởi vậy có thể đạt được nghỉ ngơi thời gian. Bất quá, tại đại quân nghỉ ngơi nghỉ ngơi và hồi phục thời điểm, cái kia thế lực khắp nơi thủ lĩnh, nhưng là sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn về phía phía trước, chỗ đó hắc ám tầng tầng tràn ngập, làm cho người không thể nhìn rõ ràng trong đó cảnh tượng. Bất quá tất cả mọi người là có thể đủ cảm giác được cái kia từ trong bóng tối tràn ngập đi ra khủng bố uy áp, cái loại này uy nghiêm, mặc dù là một ít lục phẩm chí tôn nhất lưu cường giả, sắc mặt cũng là nhìn không được phải biến đổi. Tất cả mọi người rõ ràng, ở đằng kia trong bóng tối, tất nhiên chính là cất giấu cái này tử vong di tích trong hung hiểm nhất một chỗ hiểm địa, đó chính là tứ linh chiến trận. Đó là một tòa chính thức chiến trận, mặc dù bởi vì vạn năm tuế nguyệt trôi qua, nhưng chiến trận uy lực còn lại vẫn còn tại, uy lực của nó, như trước làm cho người ta không dám khinh thường. Ở đằng kia liên quân phía trước, Chim Thai Lưu Ly đôi mắt đẹp cũng là ngắm nhìn cái kia trong bóng tối, con mắt có chút chớp động. Một lát sau, nàng xoay đầu lại, hướng về phía một trận cùng với Tiêu Thiên chỗ phương hướng mỉm cười, nói: “Chư vị đại nhân hao tốn lớn như thế một cái giá lớn đem chúng ta đưa vào nơi đây, như vậy tiếp nhận, có lẽ phải nhờ vào chúng ta xuất thủ.” Nghe được Chim Thai Lưu Ly lời ấy, còn lại thế lực này thủ lĩnh ánh mắt cũng là không khỏi quan hướng về phía một trận cùng Tiêu Thiên, tuy rằng đều cũng không nói gì thêm thế nhưng trong mắt bức thiết cùng chờ mong ngược lại là không thể che lấp hết. Lúc trước sông ngoại quân lúc, tuy nói có chim thai lưu ly hoàng mỹ chỉ huy, có thể ngoại trừ ba đại cực hạng thế lực bên ngoài, còn lại thế lực đều cũng có lấy một số nhân mã tổn thất, mà trái lại ba đại cực hạng thế lực, nhưng là tổn thất nhỏ nhất, mà lúc trước chim thai lưu ly cho lý do lúc bọn hắn cần vì tiếp theo sông tứ linh chiến trận làm chuẩn bị, cho nên cần xúc tích lực lượng. Mà trước mắt ngoại quân sông cũng xông vào, tiếp nhận, nên nhìn cái này ba đại cực hạn thế lực, có hay không thật sự như là chim thai lưu ly trước theo như lời, có thể phá này tòa tứ linh chiến trận rồi. Một trần đồng dạng là phát giác được cái kia rất nhiều bức thiết ánh mắt, lúc này khóe miệng nhẹ hết lên, mắt nhìn hạ những thế lực này bộ dáng, nếu như đợi tí nữa phá giải tứ linh chiến trận thất bại, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ sinh lòng oán khí, bất quá chuyện này thì chim thai lưu ly dẫn đầu, đến lúc đó bọn hắn cái kia oán khí, nên cũng sẽ không hướng về phía bọn hắn đại la thiên vực mà đến. Mục trần trong nội tâm nghĩ đến, ánh mắt thì là quét chim thai lưu ly liếc, nhưng mà người sau thanh lệ trên gương mặt như trước mang theo nhu hòa mỉm cười, thần sắc bình tĩnh, không có chút nào bởi vì còn lại thế lực ở một bên cho áp lực, liền có bất kỳ tâm thần bất định. Như thế làm cho mục trần hơi có chút kinh ngạc, chẳng lẽ cái này chim thai lưu ly liền thật sự có lòng tin như vậy, có thể phá vỡ cái kia tứ linh chiến trận sao? Oanh! mà đang ở một trận trong nội tâm ý niệm trong đầu chấp động giữa, ở đằng kia hắc ám bình nguyên ở chỗ sâu trong, đột nhiên có như sấm rền thanh âm vang vọng dựng lên, dẫn tới ở đây tất cả mọi người cả kinh, vội vã ngẩng đầu, lập tức bọn hắn chính là biến sắc nhìn thấy, cái kia bao phủ tại chỗ sâu hắc ám, đúng là vào lúc này lăng bắt đầu chuyển động, chỗ đó hắc ám, tự hồ là tại một chút lui về. Mà theo hắc ám thối lui, tất cả mọi người đồng tử, đều là đột nhiên co rụt lại ở đằng kia hắc ám thối lui lúc trước tiên khắc sâu vào tất cả mọi người tầm mắt đấy là cái kia rậm rạp chằng chịt một mực lan tràn đến cuối tầm mắt hắc ám quân đội bọn chúng giống như ném lao bình thường lẳng lặng đứng sừng sững tại đây mảnh hắc ám bên trên bình nguyên cổ xưa hương vị từ trên người của bọn nó phát ra dường như hàng cổ như thế cái này chi quân đội đơn từ số lượng bên trên mà nói xa không kịp trước ngoại quân nhưng trước mặt mọi người người nhìn thấy cái này chi lặng im giống như là tượng đá quân đội lúc, nhưng là cảm giác liền hô hấp đều cũng có chút ít khó khăn. Cái này chi khổng lồ quân đội, từ bao la bên trên bình nguyên phô tán ra, trong lúc mơ hồ có thể nhìn ra được, bọn chúng tự hồ là phân làm bốn cái khổng lồ khu vực, cái kia nhìn như tùy ý trận hình, nhưng mặc dù là Liệt Sơn Vương bọn hắn bực này thực lực người ánh mắt phóng mà đi lúc, chẳng biết tại sao đều là cảm giác được toàn thân phát lạnh giống như là cảm thấy chí mạng giống như nguy cơ. Trước mắt cái này chi quân đội, chỉ sợ mới thật sự là tứ linh quân. Đây mới là trực thuộc ở cái kia Thiên trận Hoàng quân đội. OONG. Mà đang ở tất cả mọi người là vì xa xa cái kia trong lúc đó xuất hiện hắc ám quân đội mà cảm thấy rung động lúc, trong lúc đó cái mảnh này đại địa khẽ rung lên, sau đó mọi người chính là kinh hãi nhìn thấy những cái kia nguyên bản giống như là tượng đá đứng sừng sững tại bên trên bình nguyên quân đội đúng là vào lúc này, chậm rãi mở ra cái kia dường như đóng chặt rồi vạn năm tuế nguyệt hai mắt. Đông. Ở nơi này chi quân đội dương đôi mắt thời điểm, bọn chúng cái kia hãm sâu trong ánh mắt, phản phất là có sáng rọi xẹt qua, đó là đối với chiến tranh khát vọng, bọn chúng từ nhỏ chính là chiến đấu, mặc dù sau khi chết, cũng vẫn như cũ bởi vì chiến đấu mà cùng nhiệt. Trong chấp nhoáng này, dường như vạn trượng biển gầm giống như bàn bạc màu đen chiến ý, từ cái này quân đội trên không quét sạch mà ra, khắp thiên địa đều là tại loại này kinh khủng chiến ý hạ run rẩy lên. Oanh long long. Chiến ý giống như là hải dương nhộn nhạo, không gian tựa hồ là phát ra không chịu nổi gánh nặng cọt kẹt tê, tê, tê 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 thanh âm, cái kia mênh mông chiến ý, mặc dù là một trần, chim thai lưu ly, tiêu thiên đám người, đều là nhịn không được biến sắc. Thật là khủng khiếp chiến ý, còn lại thế lực thủ lĩnh, càng là nhao nhao nghẹn ngào, sắc mặt sợ hãi, bực này chiến ý chỉ sợ cũng xem như thất phẩm chí tôn tiến vào trong đó cũng khó khăn dùng thoát thân chim thai lưu ly bàn tay như ngọc trắng nắm chặt nạn đôi mắt đẹp chăm chú nhìn qua chi kia khổng lồ quân đội mặc dù trấn định như nàng lúc này đôi má cũng là che kín lấy ngưng trọng hưu u u mà ở bọn hắn rung động giữa cái kia tứ linh quân trên bầu trời cái kia mênh mông chiến ý lại lần nữa xuất hiện biến hóa chỉ thấy được màu đen hào quang lan tràn đi ra cuối cùng đúng là biến thành bốn đạo ước chừng mấy vạn trượng khổng lồ hình tứ phương màn sáng. Cái kia màn sáng bao phủ tại đây chi quân đội bốn cái phương vị, màn sáng phía trên, che kín lấy huyền ảo quan văn, lẫn nhau tương liên, nhìn qua tản ra một loại huyền ảo khó lường kỳ dị chấn động. Mục trần nhìn qua một màn này, ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn có thể nhìn thấy, cái kia bốn đạo khổng lồ màn sáng ở trong, tự hồ cũng là có thêm một chi quân đội tại ẩn nút, bất quá bởi vì chiến ý tràn ngập nguyên nhân, hắn cũng không cách nào quan sát đo đạc rõ ràng đây chính là cái kia cái gọi là tứ linh chiến trận chẳng qua là hiện tại cái này chiến trận tựa hồ còn chưa chưa mở ra cho nên một trận cũng dò xét không ra nó cuối cùng có được lấy cỡ nào uy lực cường đại chư vị trước mắt cái này chính là cái kia tứ linh chiến trận rồi chỉ cần chúng ta có thể đem công phá như vậy cái này tử vong di tích sẽ tuyên cáo vỡ tan đến lúc đó những thứ này mục nát quân đội đều bị tinh lọc mà vậy cũng sẽ là chúng ta thu hoạch thời điểm chim thai lưu ly đôi mắt đẹp nhìn về phía mọi người mỉm cười nói chim thai cô nương ngươi thật sự có tin tưởng phá giải trận này sao một phương thế lực thủ lĩnh nhìn không được mà hỏi tại kiến thức trước mắt cái này tứ linh chiến trận như thế uy nghi về sau bọn hắn trong lòng cũng là có chút bắt đầu thấp thỏm không yên bằng không thì chúng ta còn có mặt khác lựa chọn sao chim thai lưu ly mỉm cười nói cái này tứ linh chiến trận hoàn toàn chính xác bất phàm, bất quá chiêu vị cũng không cần quá mức lo lắng, dù sao nơi đây chiến sĩ đều đã tử vong, trận này uy lực rất là suy yếu, cho nên chúng ta cũng không phải là không có cơ hội thành công. Đương nhiên, đều muốn phá nó, cũng phải cần một vương cùng tiêu thiên đại thống lĩnh toàn lực hiệp trợ. Chim thai lưu ly đôi mắt đẹp chuyển hướng về phía mục trận cùng tiêu thiên. Hắc, ta ngược lại là muốn tới thử xem cái này cái gọi là tứ linh chiến trận cuối cùng có bao nhiêu lợi hại. Tiêu thiên nhếch miệng cười lạnh. Mục trần nhìn chim thai lưu ly liếc, ánh mắt có chút lập lòe, nói. Dựa theo chim thai cô nương đến xem, trước mắt chúng ta nên như thế nào làm việc. Chim thai lưu ly đôi mắt đẹp chuyển hướng kia thế lực của hắn, nói. Không biết cái kia thứ tư trận ba vị thống lĩnh, chư vị có thể chọn người tốt. Còn lại thế lực nghe vậy, đều là gật đầu, rồi sau đó chính là có ba người đi ra đó là ba gã ánh mắt lợi hại nam tử bọn họ đều là riêng phận mình trong thế lực mạnh nhất thống lĩnh tuy nói tại chiến ý khống chế bên trên không kịp một trận bọn hắn loại này chiến ý thiên tài nhưng là tuyệt đối không thể khinh thường cái kia thứ tư trận cứ giao cho ba vị xuất quân chống lại rồi chim thai lưu ly hướng về phía bốn người tráng nhẹ một chút rồi sau đó đôi mắt đẹp chuyển hướng một trận bọn hắn nói lần này xong trận chỉ có thể một mình xuất quân tiến vào quân đội quy mô không bị hạn chế bởi vì này tứ linh chiến trận gặp mạnh càng mạnh bất quá cũng may hôm nay không người không chế ở nó cho nên cùng loại linh lực chấn động quá mạnh mẽ cường giả không thể theo quân xâm nhập nói cách khác ngược lại sẽ dẫn tới cái này tứ linh chiến trận tự động chồng lên uy lực một trần liền giật mình chợt hắn nhìn rồi cửu u bọn hắn liếc dựa theo chim thai lưu ly theo như lời lúc này đây xong trận mà nói cửu u liệt sơn vương bọn hắn loại này có được lấy cường đại linh lực chấn động người, liền không thể tiến vào. Liệt sơn vương bọn hắn hai mặt nhìn nhau, hơi chút trầm ngâm, cũng liền gật gật đầu, nhìn về phía mục trần nói. Đã như vậy, mục vương nếu có cần mà nói, chúng ta dưới trướng quân đội tùy ngươi điều khiển, chẳng qua là muốn cẩn thận một chút. Mục trần khẽ gật đầu, ông quyền cảm tạ. Chư vị còn có dị nghị không? Chim thai lưu ly cười mỉm mà nói mọi người đều là lắc đầu đã như vậy chúng ta đây liền chuẩn bị khởi hành a hy vọng chúng ta có thể liên thủ phá trận chim thai lưu ly mỉm cười nói nếu như lần này liên quân là do ta thần các phát động như vậy lần này xong trận cũng liền do ta thần các đến đánh tiên phong a vừa mới nói xong nàng liền xoay người chuẩn bị xuất lĩnh thần các đại quân vào trận đợi một chút bất quá ngay tại chim thai lưu ly chuẩn bị khởi hành lúc nhưng là một giọng nói đột nhiên vang lên, mọi người sững sờ, ánh mắt nhìn lại, nhưng là nhìn thấy tiêu thiên giống như cười mà không phải cười nhìn chầm chầm vào chim thai lưu ly. Chim thai lưu ly lông mày cau lại nhìn về phía tiêu thiên, hiển nhiên là có chút không vui mà nói. Người đây là ý gì? Chim thai cô nương cống hiến nhiều như vậy tin tức, nếu như còn cho ngươi đi xung phong, cái kia thật là chúng ta hơi quá đáng, cho nên ta nghĩ, cái này cái thứ nhất tiến trận sự tình, liền giao cho ta đến đây đi. Tiêu Thiên nhếch miệng cười nói. Mục Trần nghe được chuyện đó, ánh mắt có chút lóe lên, xem ra cái này Tiêu Thiên cũng là có chút ít hoài nghi chim thai Lưu Ly a. Chim thai Lưu Ly khuôn mặt hơi trầm xuống. Chim thai cô nương không nguyện ý, chẳng lẽ trong lúc này còn có cái gì chúng ta không biết nguyên nhân? Tiêu Thiên cười nói. Chung quanh ánh mắt cũng là phóng tới, đều là nhìn về phía chim thai Lưu Ly ánh mắt ở chỗ sâu trong có một điểm hoài nghi dù sao lần này chủ đạo vẫn luôn là chim thai lưu ly điều này cũng không phải do mọi người không nghi ngờ nạn là hay không đem biết đều cho biết bọn hắn tại ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú chim thai lưu ly cặp môi đỏ mỏng khẽ mím môi chợt thần sắc nhàn nhạt cười nếu như tiêu thiên đại thống lĩnh như vậy có dũng khí vậy thì do ngươi tới đi bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 876. Năm quân. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 876. Năm quân. Đã tiêu thiên đại thống lĩnh như vậy có dũng khí, cái kia liền từ ngươi đến đây đi. Chim đài lưu ly thần sắc thản nhiên nói, tuy nhiên ánh mắt của nàng yên nguyên bình tĩnh, bất quá người ở chỗ này đều là cảm thấy nàng lời nói ở dưới một ít lạnh ý. Đã như vậy, vậy trước tiên do ta vì mọi người tìm kiếm cái này tứ linh chiến trận đến tột cùng có thể có bao nhiêu lợi hại. Tiêu thiên thì là đối với chim đài lưu ly lãnh đạm lơ đỉnh, hắn nhếch miệng cười cười, chợt ánh mắt cùng một bên liễu viêm liếc nhau một cái, bàn tay rồi đột nhiên vung lên. Oanh! Theo tiêu thiên bàn tay rơi xuống, chỉ thấy được ở đằng kia phía sau khổng lồ liên quân ở bên trong, đột nhiên có kinh thiên giống như chiến ý mang tất cả mà ra, Chợt mọi người là nhìn thấy một chi số lượng to lớn đại quân đội phóng lên trời, đó là thuộc về Tiêu Thiên trực hệ quân đội, Huyền Thiên Bộ. Cái này Huyền Thiên Bộ số lượng đạt đến một vạn năm quy mô, đơn thuần số lượng, coi như là một trận bọn hắn bên này số lượng tối đa liệt sơn quân, đều thì không cách nào cùng hắn so sánh với. Bất quá, mọi người ở đây cho rằng Tiêu Thiên cũng chỉ là muốn xuất lĩnh cái này Huyền Thiên Bộ xong trận lúc, thứ hai nhưng lại cười nhạt một tiếng cái kia hơi có vẻ ánh mắt âm lãnh quét một trận liếc, sau đó bàn tay lại lần nữa cua quơ. Oanh! Lại là một cổ kinh người chiến ý vào lúc này bạo phát, phần đông thế lực đều là chịu ghé mắt, sau đó bọn hắn là kinh ngạc nhìn thấy, lại có một chi quy mô đạt đến một vạn tả hữu quân đội, vào lúc này xuất hiện ở huyền thiên bộ bên cạnh phương. Cái kia đồng dạng là một chi thuộc về huyền thiên điện quân đội, chỉ có điều lại không phải là tiêu thiên lệ thuộc trực tiếp, nhưng mắt nhìn hạ cái này tiêu thiên bộ dáng, là ý định xuất lĩnh hai chi quân đội đi xong cái kia tứ linh chiến trận mà hắn cử động như vậy cũng không thể nghi ngờ là làm cho rất nhiều thế lực trong lòng chấn động ngay sau đó liền là có thêm tiếng bàn luận xôn xao nhìn không được truyền ra đến cái này tiêu thiên vậy mà cũng có thể đồng thời khống chế hai chi quân đội nguyên lai đây chính là hắn ác chủ bài nếu như trước khi hắn cùng với một trận giao thủ thời điểm hắn cũng là lộ liễu chiêu thức ấy chỉ sợ một trận cũng lấy không đến chỗ tốt gì cái này tiêu thiên đích thật là lợi hại a à? nghe được những truyền vào kia trong tai tiếng bàn luận xôn xao tiêu thiên ánh mắt cũng là dừng lại tại một trận trên người cái kia nhếch miệng lên một vòng lành lạnh độ công cái này chi đồ dự bị quân đội đích thật là hắn chuẩn bị ở sau nếu như không là vì muốn thúc giục cái này chi quân đội chiến ý hội trả giá một ít một cái giá lớn chỉ sợ sớm lúc trước hắn cũng đã vận dụng sau đó đem một trận trấn áp, bằng không thì cái đó còn có thứ hai ở trước mặt hắn ra vẽ ta đây cơ hội. Một trận phát giác được tiêu thiên cái kia âm trầm ánh mắt, bất quá vẫn không để ý tới, chỉ là cục súng mắt trong. Ngược lại là sẽ qua một vòng kinh ngạc, nghĩ đến tiêu thiên chiêu thức ấy, đích thật là có chút vượt quá dự liệu của hắn. Hắn có thể cảm giác được, cái kia một chi đồ dự bị quân đội, tuy nói tinh nhuệ trình độ không kịp cái kia huyền thiên bộ, nhưng là tuyệt đối không tính yếu đi, hơn nữa mấu chốt chính là cái này chi đồ dự bị quân đội cùng tiêu thiên đồng dạng là có thêm khá cao phù hợp độ đây cũng chính là nói tiêu thiên cùng cái này chi quân đội đồng dạng là trải qua thời gian dài ma hợp điểm này làm cho một trần nhìn không được thầm than một tiếng hắn dù sao đi vào đại la thiên vực thời gian quá mức ngắn ngủi cho nên tại đây chút ít chuẩn bị bên trên tự nhiên không kịp tại huyền thiên điện kinh doanh nhiều năm tiêu thiên bất quá cái này tiêu thiên đồ dự bị quân đội tuy nói làm cho một trận có chút kinh ngạc, nhưng là vẹn vẹn dừng ở này, khống chế hai vạn tả hữu quân đội chiến ý, hoàn toàn chính xác xem như lợi hại, bất quá, bằng vào không sai. Chỉ sợ còn không có biện pháp làm cho hắn một Trần cúi đầu nhận thua. Nhất niệm đến vậy, một Trần cái kia cục xuống trong con ngươi. Cũng là sẽ qua một vòng sắc bén chi mang. Tiêu thiên thân hình khẽ động, trực tiếp là xuất hiện ở hai chi khổng lồ quân đội phía trước hắn bao quát lấy mọi người, cảm thụ được những trong ánh mắt kia kiên kỵ cùng sợ sắc, hắn khóe môi độ công càng phát rõ ràng, sau đó hắn lại không có bất kỳ do dự, bàn tay rồi đột nhiên vung xuống, tiếng quát vang vọng ra. Theo ta xông trận. Vâng. Mấy vạn người quân đội ngay ngắn hướng gào thét, cái kia tiếng hô giống như là sấm sét nổ vang tại trong thiên địa, làm cho đại địa đều là đang rung rẩy, cái kia cường hoành chiến ý, phản phất là như gió bão gào thét ra chim đài lưu ly nhàn nhạt nhìn qua tiêu thiên sau lưng cái kia cường thịnh quân uy chợt nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía nhìn về phía mục trần nói mục vương nếu như ngươi lo lắng cũng có thể trước ta một bước tiến vào trong đó mục trần nghe vậy ngược lại là cười cười nói ta tin được chim đài cô nương cho nên chim đài cô nương trước hết mời a à. hắn tuy nhiên trong lòng có chút hoài nghi chim đài lưu ly bất quá dưới mắt cái này tiêu thiên đã đã đoạt trận đầu hắn cũng cũng không cần phải nhiều hơn nữa nhúng một tay. Chim đài lưu ly nhìn thật sâu mỉm cười một trần liếc, lúc này mới tráng điểm nhẹ, sau đó nàng chuyển qua khuôn mặt, đôi mắt dễ thương nhìn thoáng qua tiêu thiên cùng với hắn xuất lĩnh khổng lồ quân đội, hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn làm như nhẹ nhàng sốc nhất lên, đó là một vòng có chút trào phúng vui vẻ. Bất quá cái này bôi vui vẻ nàng rất nhanh tự thu liễm, người bên ngoài căn bản chưa từng phát giác chỉ có vẫn đối với nàng có chút đề phòng một trần khóe mắt liếc qua có chỗ phát giác, lúc này trong lòng mãnh liệt trùng mình. Chim đài lưu ly nâng lên ngọc thủ, nhẹ nhàng vung lên, thanh tịnh thanh âm, tại đây bên trên bình nguyên truyền ra. Lưu ly quân, nghe lệnh. Vâng. Sấm sét giống như quát khẽ, mãnh liệt vang vọng, vô số cường giả trong lòng chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy được khổng lồ kia liên quân ở bên trong, một mảnh chói mắt đám mây phiêu đảng mà ra, lơ lửng tại bầu trời. Cái kia thực sự không phải là chính thức đám mây, mà là một chi quy mô cực kỳ cường đại quân đội, bọn hắn người mặc như thủy tinh áo giáp, áo giáp vẫn còn như lưu ly tạo thành, một cổ kỳ dị chấn động phát ra. Cái này chi quân đội. Mà khi cái này chi quân đội tại xuất hiện thời điểm, mà ngay cả một trận đồng tử đều là mãnh liệt co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện, cái này chi quân đội quy mô, vậy mà đạt đến kinh người ba vạn. Hơn nữa, cái này hoàn toàn là thuộc về một chi quân đội, bởi vì theo trên người bọn họ phát ra chiến ý chấn động, không có sai biệt. Cái này chim đài lưu ly, che giấu được thật sâu. Mục trần trong lòng có chút chấn động, trước đây trước liên quân xâm nhập thời điểm, hắn cũng quan sát qua thần các quân đội, nhưng nhưng lại không phát hiện cái này chi lưu ly quân đội, hiển nhiên, chim đài lưu ly là cố ý đem hắn che giấu, sau đó những chiến sĩ này lẫn vào thần các những quân đội khác, cái này trọn vẹn ba vạn người quân đội, cơ hồ là trong khoảnh khắc liền đem tiêu thiên bên kia thanh thế cho áp chế xuống dưới. Tiêu thiên sắc mặt khó coi nhìn qua một màn này, sau một lúc lâu, vừa rồi cười nhạt nói. Ba vạn người quân đội, chim đài cô nương có thế phải cẩn thận một ít, chớ để cường đến, miễn cho bị cuồng bạo chiến ý xong hủy bản thân ý chí. Điều khiển chiến ý, thực sự không phải là trong tưởng tượng cái kia giống như dễ dàng, mình mong chiến ý nội, ẩn chứa vô số chiến sĩ linh lực cùng ý niệm, mà trưởng khống giả cần phải dùng cường đại ý niệm đến khống chế, một khi ý niệm không đủ cường đại, như vậy cũng sẽ bị cái loại này cùng bạo chiến ý xong hủy bản thân thần trí, trở nên hình như si ngốc. Đây cũng là vì cái gì, cùng loại liệt sơn vương dưới trướng loại này quy mô cường đại liệt sơn quân bên trong, sẽ có lấy không ít thống lĩnh phân công chỉ huy, bởi vì tại trong bọn họ, cũng không người nào dám một hơi trực tiếp đem sở hữu liệt sơn quân đều khống chế tại tay cái này cũng không nhọc đến tiêu thiên đại thống lĩnh phí tâm. Chim đài lưu ly không mặn không nhạt đáp lại một tiếng, sau đó nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía mục trần, nói. Mục vương, cái này tứ linh chiến trận có thế cũng không dễ dàng xong, ngươi cái này cửu u vệ, có lẽ còn có chút miễn cưỡng. Chim đài lưu ly lời ấy, ngược lại cũng không phải là chăm chọc, mà là chi tiết theo như lời, bởi vì cửu u cung cửu u vệ, bất quá mới năm nghìn số lượng, cái này đừng nói là cùng chim đài lưu ly lưu ly quân so sánh với, coi như là tiêu thiên huyền thiên bộ, đều là hắn ba lần số lượng, mà hiển nhiên, một trận cái này năm nghìn cửu u vệ cũng thực sự không phải là cái loại này có thể dùng một chống trăm, đương ngàn siêu cấp chiến sĩ, cho nên, nếu như hắn chỉ là dựa vào cái này cửu u vệ đi xong trận, bất. Luận hắn có bao nhiêu năng lực, đều khó có khả năng xông qua được đi. Mục Trần nghe vậy, ngược lại là hướng về phía chim đài lưu ly hiền lành cười cười chợt hắn ánh mắt nhìn về phía liệt sơn vương huyết ưng vương mọi người một vương nếu có cần chúng ta dưới trướng quân đội cứ việc điều khiển chỉ cần ngươi có thể khống chế nhìn thấy một trần ánh mắt liệt sơn vương bọn hắn lập tức không chút do dự nói cái kia liền đa tạ chư vị rồi một trần ông quyền cảm tạ một tiếng sau đó hắn dừng một chút tuấn giật trên khuôn mặt lộ ra nụ cười sáng lạng nói vậy thì mượn bốn quân dùng một lát bốn quân bốn chi quân đội. Liệt sơn vương bọn hắn trên khuôn mặt dáng tươi cười phản phất là vào lúc này cứng nhắc lại xuống, thậm chí liền phụ cận thế lực khác thủ lãnh đều là mở to hai mắt, vẻ mặt gặp quỷ rồi giống như bộ dáng nhìn thẳng một trần. Không chỉ đám bọn hắn, mà ngay cả cửu u đều là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn qua một trần, nàng không nghĩ tới một trần vậy mà hồi một hơi liền đem bốn chi quân đội đều cho mượn đi, cái kia nếu như lại tính cả cửu u vệ, một trần chẳng phải là muốn khống chế năm chi quân đội đây chính là năm chi chiến ý hồn nhiên bất động quân đội A, nếu như toàn bộ cộng lại, số lượng thậm chí vượt qua ba vạn. Muốn khống chế, nói dễ vậy sao? Chim đài lưu ly cái kia thanh lệ trên gương mặt, đồng dạng là hiện lên một vòng vẽ kinh ngạc, một lát sau vừa mới khôi phục bình thường, nhìn thật sâu một trận liếc, cũng không nhiều lời. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Cái kia tiêu thiên ngược lại là âm trầm lên tiếng, tại hắn xem ra, Mục Trần quả thực tự là cố ý vì không ở trước mặt hắn lạc hạ phong, lúc này mới cậy mạnh ý đồ đem Đại La Thiên vực những quân đội khác cũng là mượn đi. Loại này quân đội, một khi đến lúc đó khống chế không tốt, chỉ sợ không cần xong trận rồi, cái này Mục Trần chính mình đã bị cuồng bạo chiến ý chấn thành kẻ đần. Mục Vương Liệt Sơn Vương bọn hắn cũng là hồi phục xong, ánh mắt chấn động nhìn qua Mục Trần, bất quá khi bọn hắn nhìn thấy Mục Trần cái kia bình tĩnh khuôn mặt lúc, là biết rõ thứ hai tựa hồ cũng không có cùng bọn họ hay nói giỡn. Liệt Sơn Vương bọn hắn đối mặt, chợt chỉ có thể cắn răng một cái, nói: "Đã ngươi như vậy có lòng tin, chúng ta đây tựu đều đem quân đội giao cho ngươi." Cái lúc này, bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Mục Trần thật sự có điều này có thể nhìn, có thể đem năm chi bất đồng chiến ý quân đội đều khống chế tại tay. Mục Trần cũng không để ý gì tới hội còn lại mấy cái bên kia giống như đối đãi như kẻ điên ánh mắt chỉ là trịnh trọng đối với liệt sơn vương bọn hắn ông quyền, chợt trầm giọng nói. Đa tạ rồi. Hắn không có nhiều lời, chỉ là ánh mắt nhìn hướng đại la thiên vực chư quân chỗ phương hướng, bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Oanh! năm chi quy mô không đồng nhất quân đội vào lúc này mãnh liệt phóng lên trời, cái kia hạo hạo đảng đảng tư thái, thậm chí so với kia huyền thiên bộ cùng với lưu ly quân, còn muốn càng thêm cường hãn. Dù sao, đó là suốt năm chi quân đội một trần thân hình khẽ động, xuất hiện ở năm chi quân đội phía trước, sau đó hắn bỏ qua những khiếp sợ kia ánh mắt, trực tiếp nhìn về phía tiêu thiên, bàn tay hư dẫn, mỉm cười. Tiêu thiên đại thống lĩnh, xin mời. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 876 Năm quân Tác giả thiên tàm thổ đầu converter hung Group. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com nếu như Tiêu Thiên đại thống lĩnh như vậy có dũng khí, vậy thì do ngươi tới đi." Chim Thai Lưu Ly thần sắc thản nhiên nói, tuy rằng ánh mắt của nàng vẫn như cũ bình tĩnh, bất quá người ở chỗ này đều là cảm thấy nàng lời nói ở dưới một ít lạnh ý. Đã như vậy, vậy trước tiên do ta vì mọi người tìm kiếm cái này tứ linh chiến trận cuối cùng có thể có bao nhiêu lợi hại. Tiêu Thiên thì là đối với Chim Thai Lưu Ly lãnh đạm lơ đỉnh, hắn nhếch miệng cười cười, chợt ánh mắt cùng một bên cạnh Liễu Viêm liếc nhau một cái, bàn tay đột nhiên vung lên. Oanh. Theo Tiêu Thiên bàn tay rơi xuống, chỉ thấy được ở đằng kia phía sau khổng lồ liên quân ở bên trong, đột nhiên có động trời giống như chiến ý quét sạch mà ra, chợt mọi người chính là nhìn thấy một chi số lượng to lớn quân đội phóng lên trời, đó là thuộc về Tiêu Thiên trực hệ quân đội, Huyền Thiên Bộ Lạc. Cái này Huyền Thiên Bộ Lạc số lượng đạt đến một vạn năm quy mô, đơn thuần số lượng mà nói coi như là một trận bọn hắn bên này số lượng tối đa liệt sơn quân, đều là không cách nào cùng kia so sánh với. Bất quá, mọi người ở đây cho rằng tiêu thiên cũng chỉ là muốn xuất lĩnh cái này huyền thiên bộ lạc xong trận lúc, người sau nhưng là cười nhạt một tiếng, cái kia hơi có vẻ ánh mắt âm lãnh quét một trận liếc, sau đó tay trưởng lại lần nữa quơ quơ. Oanh! Lại là một cổ kinh người chiến ý vào lúc này bạo phát, phần đông thế lực đều là chịu ghé mắt. Sau đó bọn hắn chính là kinh ngạc nhìn thấy, vừa có một chi quy mô đạt đến một vạn tả hữu quân đội vào lúc này xuất hiện ở huyền thiên bộ lạc bên cạnh phương cái kia đồng dạng là một chi thuộc về huyền thiên điện quân đội chỉ có điều lại không phải là tiêu thiên lệ thuộc trực tiếp nhưng mắt nhìn hạ cái này tiêu thiên bộ dáng là ý định xuất lĩnh hai chi quân đội đi xong cái kia tứ linh chiến trận mà hắn cử động như vậy cũng không nghi nếu như được rất nhiều thế lực trong lòng chấn động ngay sau đó chính là có tiếng bàn luận xôn xao nhìn không được truyền ra cái này tiêu thiên vậy mà cũng có thể đồng thời khống chế hai chi quân đội. Nguyên lai đây chính là hắn đích thực ác chủ bài, nếu như trước hắn cùng với một trần giao thủ thời điểm, hắn cũng là lộ ra chiêu thức ấy, chỉ sợ một trần cũng lấy không đến chỗ tốt gì. Cái này tiêu thiên, đích thật là lợi hại A. À? Nghe được những cái kia truyền vào trong tai tiếng bàn luận xôn xao, tiêu thiên ánh mắt cũng là dừng lại tại một trần trên người, cái kia khóe miệng câu dẫn ra một vòng lành lạnh độ công cái này chi đồ dự bị quân đội, đích thật là hắn hậu thủ, nếu như không phải là bởi vì muốn thúc giục cái này chi quân đội chiến ý sẽ nỗ lực một ít một cái giá lớn mà nói, chỉ sợ từ lúc trước hắn cũng đã vận dụng, sau đó đem một trận trấn áp, bằng không thì đâu còn có người sau ở trước mặt hắn ra vẽ ta đây cơ. Hội Mục trần phát giác được tiêu thiên cái kia âm trầm ánh mắt, bất quá vẫn không để ý tới, chẳng qua là cục súng mắt ở bên trong, ngược lại là sẽ qua một vòng kinh ngạc, nghĩ đến tiêu thiên chiêu thức ấy, đích thật là có chút vượt quá dự liệu của hắn. Hắn có thể cảm giác được, cái kia một chi độ dự bị quân đội, tuy nói tinh nhuệ trình độ không kịp cái kia huyền thiên bộ lạc, nhưng là tuyệt đối không tính yếu đi, hơn nữa mấu chốt chính là, cái này chi đồ dự bị quân đội cùng tiêu thiên đồng dạng là có khá cao độ phù hợp. Đây cũng chính là nói, tiêu thiên cùng cái này chi quân đội đồng dạng là trải qua thời gian dài mài dũa. Điểm này làm cho một trần nhìn không được thầm than một tiếng, hắn dù sao đi vào Đại La Thiên vực thời gian quá mức ngắn ngủi, cho nên tại đây chút ít chuẩn bị bên trên, tự nhiên không kịp tại huyền thiên điện tổ chức nhiều năm tiêu thiên. Bất quá, cái này tiêu thiên đồ dự bị quân đội tuy nói làm cho một trận có chút kinh ngạc, nhưng là vẻn vẹn dừng ở này, khống chế hai vạn tả hữu quân đội chiến ý, hoàn toàn chính xác xem như lợi hại, bất quá, bằng vào không sai mà nói, chỉ sợ còn không có biện pháp làm cho hắn một trận cúi đầu nhận thua. Nhất niệm đến đây, một trận cái kia cục xuống trong con ngươi, cũng là sẽ qua một vòng sắc bén chi mang. Tiêu thiên thân hình khẽ động, trực tiếp là xuất hiện ở rồi hai chi khổng lồ quân đội phía trước, hắn mắt nhìn xuống mọi người, cảm thụ được những ánh mắt kia bên trong kiên kỵ cùng sợ sắc, hắn khóe môi độ công càng rõ ràng, sau đó hắn lại không có chút do dự nào, bàn tay đột nhiên vung xuống, tiếng quát vang vọng ra. Theo ta xong trận. Vâng. Mấy vạn người quân đội nhất tề gào thét, cái kia gào to giống như là sấm sét nổ vang ở trong thiên địa, làm cho đại địa đều là đang rung rẩy, cái kia mạnh mẽ chiến ý, phản phất là như gió bão gào thét ra. Chim thai lưu ly nhàn nhạt nhìn qua tiêu thiên sau lưng cái kia cường thịnh quân uy, chợt nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía nhìn về phía mục trần, nói. Mục vương, nếu như ngươi lo lắng mà nói, cũng có thể trước ta một bước tiến vào trong đó. Mục trần nghe vậy ngược lại là cười cười, nói ta tin qua được chim thai cô nương, cho nên chim thai cô nương trước hết mời a. À. Hắn tuy rằng trong lòng có chút hoài nghi chim thai lưu ly, bất quá trước mắt cái này tiêu thiên đã đoạt lấy trận đầu, hắn cũng cũng không cần phải nhiều hơn nữa nhúng một tay. Chim thai lưu ly nhìn thật sâu mỉm cười một trận liếc, lúc này mới tráng nhẹ một chút, sau đó nàng chuyển qua khuôn mặt, đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua tiêu thiên cùng với kia xuất lĩnh khổng lồ quân đội, hồng nhuận phân phất cái miệng nhỏ nhắn làm như nhẹ nhàng sốc nhất lên, đó là một vòng có chút trào phúng vui vẻ bất quá cái này xóa sạch vui vẻ nàng rất nhanh liền thu liễm người bên ngoài căn bản chưa từng phát hiện chỉ có vẫn đối với nàng có chút đề phòng một trần khóe mắt liếc qua có chỗ phát hiện lúc này trong lòng mãnh liệt trùng mình chim thai lưu ly nâng lên bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng vung lên thanh tịnh thanh âm tại đây bên trên bình nguyên truyền ra lưu ly quân nghe lệnh vâng lôi ô giống như quá khẽ mãnh liệt vang vọng, vô số cường giả trong lòng chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy được khổng lồ kia liên quân ở bên trong, một mảnh chói mắt đám mây phiêu đảng mà ra, lơ lửng tại bầu trời. Đó cũng cũng không chính thức đám mây, mà là một chi quy mô cực kỳ cường đại quân đội, bọn hắn người mặc như thủy tinh áo giáp, áo giáp giống như lưu ly tạo thành, một cổ ba động kỳ dị phát ra. Cái này chi quân đội. Mà khi cái này chi quân đội xuất hiện ở phát hiện thời điểm, đã liền một trận đồng tử đều là mãnh liệt co rụt lại Bởi vì hắn phát hiện Cái này chi quân đội quy mô Vậy mà đạt đến kinh người ba vạn Hơn nữa Cái này hoàn toàn là thuộc về một chi quân đội Bởi vì từ trên người bọn họ phát ra chiến ý chấn động Không có sai biệt Cái này chim thai lưu ly Che giấu được thật sâu Một trận trong lòng có chút chấn động Lúc trước liên quân xâm nhập thời điểm Hắn cũng quan sát qua thần các quân đội nhưng cũng không phát hiện cái này chi lưu ly quân đội. Hiển nhiên, chim thai lưu ly là cố ý đem che giấu, sau đó những thứ này chiến sĩ lẫn vào rồi thần các những quân đội khác. Cái này trọn vẹn ba vạn người quân đội, cơ hồ là trong khoảnh khắc liền đem tiêu thiên bên kia thanh thế áp chế dưới đi. Tiêu thiên sắc mặt khó coi nhìn qua một màn này, sau một lúc lâu, vừa rồi cười nhạt nói. Ba vạn người quân đội, chim thai cô nương nên cẩn thận một ít, chớ để mạnh mẽ, miễn cho bị cùng bạo chiến ý hướng hủy bản thân ý chí Điều khiển chiến ý thực sự không phải là trong tưởng tượng như vậy dễ dàng Mình mong chiến ý bên trong ẩn chứa vô số chiến sĩ linh lực cùng ý niệm mà trưởng khống giả cần phải dùng cường đại ý niệm đến khống chế Một khi ý niệm không đủ mạnh đại như vậy cũng sẽ bị cái loại này cùng bạo chiến ý hướng hủy bản thân thần trí trở nên hình như xiên si ngốc Đây cũng là vì cái gì cùng loại liệt sơn vương dưới trướng loại này quy mô cường đại liệt sơn quân bên trong sẽ có không ít thống lĩnh phân công chỉ huy, bởi vì tại trong bọn họ cũng không có người dám một hơi trực tiếp đem tất cả liệt sơn quân đều khống chế tại tay. Cái này không nhọc Tiêu Thiên đại thống lĩnh phí tâm. Chim Thai Lưu Ly không mặn không nhạt đáp lại một tiếng, sau đó nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía Mục Trần, nói: "Mục Vương, cái này tứ linh chiến trận có thể cũng không dễ dàng xong, ngươi cái này cửu u vệ, có lẽ còn có chút miễn cưỡng." Chim Thai Lưu Ly lời ấy ngược lại cũng không phải là chăm chọc mà là chi tiết theo như lời bởi vì cửu u cung cửu u vệ bất quá mới năm nghìn số lượng cái này đừng nói là cùng chim thai lưu ly lưu ly quân so sánh với coi như là tiêu thiên huyền thiên bộ lạc đều là hắn ba lần số lượng mà hiển nhiên một trận cái này năm nghìn cửu u vệ cũng không phải là là cái loại này có thể dùng một chống trăm lúc nhìn siêu cấp chiến sĩ cho nên nếu như hắn chẳng qua là dựa vào cái này cửu u vệ đi xong trận mà nói bất luận hắn có bao nhiêu năng lực, đều khó có khả năng xông qua được đi. Mục Trần nghe vậy, ngược lại là hướng về phía chim thai lưu ly hiền lành cười cười, chợt hắn ánh mắt nhìn về phía liệt sơn vương, huyết ưng vương mọi người. Mục vương nếu có cần, chúng ta dưới trướng quân đội cho dù điều khiển, chỉ cần ngươi có thể khống chế. Nhìn thấy Mục Trần ánh mắt, liệt sơn vương bọn hắn lập tức không chút do dự nói ra. Vậy đa tạ chư vị rồi. Mục trần ông quyền cảm tạ một tiếng, sau đó hắn dừng một chút, tuấn giật trên khuôn mặt lộ ra nụ cười sáng lạng, nói. Vậy mượn bốn quân dùng một lát. Bốn quân. Bốn chi quân đội. Liệt sơn vương bọn hắn trên khuôn mặt dáng tươi cười phản phất là vào lúc này cứng nhắc lại xuống, thậm chí ngay cả phụ cận thế lực khác thủ lĩnh đều là mở to hai mắt, vẻ mặt gặp quỷ rồi giống như bộ dáng nhìn thẳng mục trần. Không chỉ đám bọn hắn, đã liền cửu U đều là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn qua một trần, nàng không nghĩ tới một trần vậy mà sẽ một hơi liền đem bốn chi quân đội đều cho mượn đi, cái kia nếu như lại tính cả cửu U vệ mà nói, một trần chẳng phải là muốn khống chế năm chi quân đội. Đây chính là năm chi chiến ý hồn nhiên bất đồng quân đội A, à, nếu như toàn bộ cộng lại mà nói, số lượng thậm chí vượt qua ba vạn. Đều muốn khống chế, nói dễ vậy sao? Chim thai lưu ly cái kia thanh lệ trên gương mặt đồng dạng là hiện lên một vòng vẽ kinh ngạc, một lát sau vừa mới khôi phục bình thường, nhìn thật sâu một trần liếc, cũng không nhiều lời. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Cái kia tiêu thiên ngược lại là âm trầm lên tiếng, tại hắn xem ra, một trần quả thực chính là cố ý vì không ở trước mặt hắn rơi xuống gió, lúc này mới cậy mạnh ý đồ đem đại la thiên vực những quân đội khác cũng là mượn đi. Loại này quân đội, một khi đến lúc đó khống chế không tốt, chỉ sợ không cần xông trận, cái này một trận chính mình đã bị cuồng bạo chiến ý chấn đã thành kẻ đần. Mục vương Liệt sơn vương bọn hắn cũng là hồi phục xong, ánh mắt chấn động nhìn qua một trận, bất quá khi bọn hắn nhìn thấy một trận cái kia bình tĩnh khuôn mặt lúc, chính là biết người sau tựa hồ cũng không có cùng bọn họ hay nói giỡn. Liệt sơn vương bọn hắn đối mặt, chợt chỉ có thể cắn răng một cái, nói Ngươi đã có lòng tin như vậy, chúng ta đây liền đều muốn quân đội giao cho ngươi. Thời điểm này, bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng một trần thật sự có điều này có thể nhìn, có thể đem năm chi bất đồng chiến ý quân đội đều khống chế tại tay. Mục Trần cũng không để ý tới còn lại mấy cái bên kia giống như đối đãi như kẻ điên ánh mắt, chẳng qua là trịnh trọng đối với liệt sơn vương bọn hắn ông quyền, chợt trầm giọng nói. Đa tạ rồi. Hắn không có nhiều lời, chẳng qua là ánh mắt nhìn hướng đại la thiên vực chư quân chỗ phương hướng, bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Oanh! Năm chi quy mô không đồng nhất quân đội vào lúc này mãnh liệt phóng lên trời, cái kia trùng trùng điệp điệp tư thái, thậm chí so với kia huyền thiên bộ lạc cùng với lưu ly quân, còn muốn càng thêm cường hãn. Dù sao, đó là trọn vẹn năm chi quân đội. Một trần thân hình khẽ động, xuất hiện ở năm chi quân đội phía trước, sau đó hắn bỏ qua những cái kia ánh mắt khiếp sợ, trực tiếp nhìn về phía tiêu thiên, bàn tay hư dẫn, mỉm cười. Tiêu thiên đại thống lĩnh, xin mời bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 877 Tiêu Thiên bị lừa bịp Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 877 Tiêu Thiên bị lừa bịp ở đằng kia hắc ám bình nguyên ở chỗ sâu trong, mấy chi khổng lồ quân đội đứng sững ở bầu trời, bàn bạc mênh mông chiến ý, không ngừng chạy dũng mãnh tiến ra, làm cho không gian đều là đang không ngừng vặn vẹo lên đó là một trần, chim đài lưu ly cùng với tiêu thiên ba người xuất lĩnh quân đội. Mà ở ba người đều là đem quân đội triệu hoán đi ra về sau, cái kia mặt khác ba vị thống lĩnh, cũng là xuất lĩnh dưới trướng mạnh nhất quân đội, trong lúc nhất thời chiến ý tràn ngập thiên địa. Tiêu thiên dựng ở huyền thiên bộ phía trước, ánh mắt của hắn trên cao nhìn xuống bao quát lấy mọi người, rồi sau đó ánh mắt âm lãnh quét một trần liếc. Đặc biệt là đương hắn tại nhìn thấy một trần sau lưng cái kia năm chi quy mô khổng lồ quân đội lúc, khóe miệng không khỏi nhấc lên một vòng mỉa mai vui vẻ. Tại hắn xem ra, một trần loại hành vi này thật sự là vô cùng ngu xuẩn, nghĩ đến thứ hai cũng là minh bạch dựa vào cái kia nho nhỏ cửu u vệ không có khả năng xông trận, cho nên dứt khoát một tia ý thức đem những quân đội khác đều là kéo qua đến, tá trợ lấy số lượng lực lượng, tận lực nhiều một phần xông trận tiền vốn. Hy vọng ngươi không muốn kéo chúng ta chân sau, bằng không thì bởi vì ngươi mà thất bại, ta nghĩ tới chúng ta xông đến nơi đây một cái giá lớn, nên do ngươi đại la thiên vực đến gánh chịu rồi. Tiêu thiên hướng về phía mục trần cười lạnh một tiếng, đạo. Cái này tiêu thiên lời ấy, hiển nhiên là dụng tâm hiểm ác, vạn nhất đến lúc hậu sông trần thất bại, mà có thể đem cái này nồi đen ném đến mục trần trên đầu, tiến tới dẫn tới còn lại thế lực, đều là đối với đại la thiên vực sinh lòng bất mãn. Bất quá, đối với hắn như vậy dụng tâm, mục trần chỉ là đạm mạc quét mắt nhìn hắn một cái, nói. Chuyện đó nguyên si hoàn trả, tiêu thiên đại thống lĩnh có thế phải cẩn thận dời lên thạch đầu đập phá chân của mình. Hai vị hay vẫn là không nên ở chỗ này cãi lộn rồi, dưới mắt hay vẫn là liên thủ sông trận A. Chim đài lưu ly đã cắt đứt hai người đối chọi gay gắt. Rồi sau đó đôi mắt đẹp nhàn nhạt nhìn về phía tiêu thiên. Huyền thiên bộ, theo ta đi. Tiêu thiên nhìn một trần cùng chim đài lưu ly liếc, cũng không có nói cái gì nữa. Quát lạnh một tiếng, tay áo vung lên, thân hình dẫn đầu bạo lướt mà ra, tại phía sau, hào hào đảng đảng quân đội lập tức theo sát mà lên, phô thiên cái địa giống như đối với xa xa cái kia bị hắc sắc quan mang bao phủ tứ linh chiến trận bạo lướt mà đi. Đi. Chim đài lưu ly nhìn qua tiêu thiên đi xa thân ảnh, rồi sau đó cũng là một tiếng quát nhẹ. Xe lăn chở thân thể của nàng bay vút mà ra, cái kia tản ra sáng chói hào quang lưu ly quân, phản phất cũng là biến thành một mảnh thủy tinh hải dương. Nhanh chóng đuổi kịp. Ta cũng đi nha." Mục Trần nhìn về phía Cửu U, Liệt Sơn Vương bọn hắn, trầm giọng nói. "Coi chừng một ít." Cửu U dừng một chút, chợt khẽ cắn răng, nói, "Nếu như không cách nào phá trận, vậy thì bảo toàn bản thân, cái này Tử Vong di tích không xong cũng thế." Hiển nhiên Cửu U cũng là biết được cái này tứ linh chiến trận khủng bố, hơn nữa nàng tựa hồ cũng rất là lo lắng. Mục Trần phải chăng thật có thể đủ khống chế năm chi quân đội, vạn nhất đến lúc hậu Mục Trần muốn cậy mạnh, chỉ sợ sẽ trả giá cực kỳ nghiêm trọng một cái giá lớn. Cảm nhận được cửu U trong ngôn ngữ lo lắng, Mục Trần cũng là hướng về phía nàng gật đầu cười, hắn cũng không nói thêm cái gì lời an ủi ngữ. Bởi vì hắn hoàn toàn chính xác cũng biết, lần này xong trận. Chỉ sợ cũng không thoải mái. Ta sẽ hết sức. Mục Trần nói khẽ, rồi sau đó không hề do dự, Thân hình bạo lướt mà ra, tại hắn sau lưng, hào hạo đảng đảng năm chi quân đội cũng là nhanh chóng đuổi kịp, cái kia âm thanh xé gió, vang vọng phía chân trời. Tại một trận về sau, thì là mặt khác ba vị thống lĩnh chỉ huy liên hợp quân đội, chỉ bất quá đám bọn hắn khí thế, cùng một trận bọn hắn so với, hiển nhiên là kém một cái cấp bậc. Tại này thiên địa gian vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, cái kia mênh mông cùng cùng quân đội cũng là xuất hiện ở tứ linh chiến trận trước khi tiêu thiên nhìn qua cái kia tràn ngập ra đến hát sắc quan mang có chút do dự cuối cùng nhất vẫn là cắn răng xông ra đương bọn hắn xông vào cái kia hát sắc quan mang lúc thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa giống như lúc bị cắn nuốt hưu hưu kế tiêu ngày sau chim đài lưu ly cùng với nàng lưu ly quân cũng là không chút do dự vọt lên đi vào tại phía sau một trần bọn người cũng là một đầu tiến đụng vào màu đen màng sáng giống như là không đáy lỗ đen bình thường, trực tiếp là đem sông vào trong đó bàn đại nhân mã đều thôn phệ mà đi, cái kia không dậy nổi chút nào gần sóng bộ dáng, thấy ở đây thế lực khắp nơi trong lòng đều là có chút bốc lên hàng khí. Bọn hắn tiến vào tứ linh chiến trận rồi. Bất quá một mảnh kia làm lòng người vì sợ mà tâm rung động hắc ám cũng không có tiếp tục quá lâu, trong lúc đó có một đạo tiếng kinh hô truyền ra, sau đó mọi người là nhìn thấy, ở đằng kia tứ linh quân trên không, vốn là do hát sắc quan mang chỗ phân cắt đi ra bốn cái cực kỳ khổng lồ màu đen quan trong trận đột nhiên có chói mắt hào quan bạo phát đi ra mà đợi được hào quan tán đi lúc bốn chi khổng lồ nhân mã đã là xuất hiện ở này bốn đạo màu đen quan trong trận rống mà đang ở bốn nhóm người mã xuất hiện tại quan trong trận lúc tất cả mọi người là nghe được những giống như kia một loại pho tượng đứng sừng sững tại cả vùng đất tứ linh quân chiến sĩ đúng là phát ra trầm thấp tiếng hô cái kia tiếng hô chấn động, đúng là liền không gian đều là nhộn nhạo lên trận trận rung động. Ông ông! Màu đen chiến ý, giống như màu đen phong bạo mang tất cả mà ra, cái kia cuồn cuộn chiến ý, phản phất vạn trượng sóng lớn phiên cổn, liền thiên địa cũng là muốn tại loại này chiến ý hạ rung rẩy. Sở hữu thế lực đều là khiếp sợ nhìn qua cái kia trong lúc đó bắt đầu cùng bạo tứ linh quân, sau một lúc lâu hít sâu một hơi, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, bởi vì vì bọn họ biết được, cái này tứ linh chiến trận, đã là chính thức mở ra. Chỉ là không biết, ba vị chiến ý thiên tài liên thủ, phải chăng thật có thể đủ đem cái này chiến trận bài trừ mà đi. Ở đằng kia ngoại giới rất nhiều thế lực khẩn trương nhìn chăm chú lúc, một trần cũng đồng dạng là đang đánh giá lên trước mắt lạ lẫm hoàn cảnh, lúc này thì bọn hắn, phản phất là ở vào một mảnh hắc ám trong không gian, bốn phía cái kia trầm trọng đến làm cho người khó có thể thở dốc hắc ám, tầng tầng bao phủ mà đến tuy nhiên ngoại giới thế lực có thể rõ ràng nhìn thấy thân ở chiến trong trận bọn hắn nhưng hiển nhiên một trận bọn hắn cũng không pháp đem ánh mắt quang bắn đi ra bất quá tuy nói ánh mắt bị ngăn trở nhưng một trận cũng là có thể đoán được nguyên nhân cho nên cũng không bối rối chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua phía sau năm chi quân đội năm chi quân đội chiến sĩ cũng chưa từng kinh hoảng bởi vì vi tầm mắt của bọn hắn đều là hội tụ tại một trận trên người đối với một chi quân đội mà nói chỉ huy tựu là hạch tâm chỉ cần một trần chưa từng gặp chuyện không may quân đội tự thủy chung sẽ bảo trì sĩ khí cùng sức chiến đấu mà năm chi quân đội dựng ở phía sau đồng dạng cũng là đưa cho một trần không nhỏ lực lượng cái này năm chi quân đội nơi tay coi như là thực lực đạt tới liệt sơn vương cái kia chờ cấp độ cường giả hắn đều vui mừng không sợ tự để cho ta tới nhìn xem ngươi cái này tứ linh chiến trận đến tột cùng có nhiều đáng sợ a à. một trần nhìn qua bốn phía cái kia hắc ám không gian thì thào tự nói. Âm âm. Mà đang ở một trần thì thào tự nói vừa mới rơi xuống lập tức, đột nhiên cái này hắc ám không gian phản phất là chấn động lên, một trần ánh mắt rồi đột nhiên ngưng tụ, bởi vì hắn nhìn thấy, màu đen chiến ý, chính vào lúc này điên cuồng theo cái kia trong bóng tối tràn ngập đi ra. Những chiến ý kia, mênh mông cuồn cuộn vô tận, trực tiếp là tại đây mảnh hắc ám trong không gian, biến thành một mảnh màu đen hải dương, hải dương ở trong, lộ vẻ trào lên chiến ý, cùng bạo vô cùng một trần thân thể căng cứng lập tức đề phòng mà đang ở một trần đề phòng cảnh giác lúc cái kia hắc ám trong không gian phản phất là có một đạo cổ xưa phiêu miểu thanh âm chậm rãi vang vọng tứ linh chiến trận dùng chiến ý hóa tứ tượng chi linh bốn trận phân thanh long trận bạch hổ trận huyền vũ trận chu tước trận bốn trận dùng thanh long trận cầm đầu cố uy lực của nó mạnh nhất mà để nhất vào trận người liền sẽ tiến vào thanh long trận cái thứ hai là bạch hổ trận dùng cái này suy ra bốn trận phải đồng thời mở ra mà dẫn đầu kẻ phá trận mà có thể thông qua chiến trận khảo nghiệm bái kiến ngô hoàng cái kia cổ xưa thanh âm quanh quẩn tại hắc ám trong không gian nhưng lại làm cho một trận vẻ mặt kinh ngạc chợt ánh mắt của hắn trở nên cổ quái hắn không nghĩ tới nguyên lai cái này tứ linh chiến trận dĩ nhiên là dùng tiếng vào trình tự đến phân phối chiến trận mà hắn là cái thứ ba tiếng vào chiến trận nghĩ đến hắn lúc này hẳn là ở vào huyền vũ trong trận. Mà chim đại lưu ly là bạch hổ trận, như vậy tiêu thiên, có lẽ hãy tiến vào mạnh nhất thanh long trận. Vừa nghĩ tới này, một trần khóe miệng là nhịn không được trung rẩy thoáng một phát, hắn rốt cục minh bạch vì cái gì chim đại lưu ly trước khi sẽ có như vậy biểu lộ, nguyên lai đây hết thảy đều là nàng tính toán tốt. Nàng căn bản không có ý định cái thứ nhất tiến vào chiến trận, bởi vì như vậy nàng liền đem gặp đối với mạnh nhất thanh long trận, nhưng nàng lại không thể đem loại tin tình báo này xuất nói ra trước đã. Nói như vậy, chỉ sợ không có người chọn cái thứ nhất tiến vào chiến trận, vì vậy nàng cố ý lộ ra một ít sơ hở, dẫn tới một trận cùng tiêu thiên đều là có chỗ hoài nghi. Nói như vậy, luôn luôn đang nghi người sẽ không để cho được hết thảy chủ động đều rơi vào trong tay của nàng, cho nên sẽ xuất. Hiện cùng loại phản đối chim đài lưu ly sự tình. Ví dụ như, chim đài lưu ly biểu hiện được muốn cái thứ nhất tiến vào chiến trận hết lần này tới lần khác tiêu thiên càng thêm đa nghi, trực tiếp ngăn trở, ý đồ thay thế. Vì vậy, hắn hiện tại, liền trực tiếp bị phân tiến vào mạnh nhất thanh long trận. Thật là lợi hại nữ tử. Cái này tứ linh chiến trận cũng không phải như nàng theo như lời, phải bốn trận cùng phá, mới có thể phá trận, mà là chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất phá bản thân chỗ chiến trận, mà có thể xông ra trận đi, tiến tới đạt được cái kia thiên trận hoàng truyền thừa. Mục trần âm thầm tắt lưu ấy, nguyên lai bọn hắn từ vừa mới bắt đầu đã bị chim đài lưu ly lừa gạt rồi, thứ hai cũng hiển nhiên là đem tình báo che giấu một ít, nàng đem tất cả mọi người lợi dụng một lần. Vừa nghĩ tới chim đài lưu ly nhu nhược kia bộ dáng, mục trần là nhìn không được lắc đầu, quả thật là người không thể xem bề ngoài, tuy nhiên hắn hoàn toàn chính xác một mực có chút hoài nghi, bất quá cũng là không có ngờ tới, thứ hai vậy mà thật sự đem bọn họ đều đùa bẩn. Nhưng lúc này Một trần, Ngược lại không có gì tức giận, bởi vì hiện tại nên nổi giận có thế cũng không phải hắn, mà là cái kia bị phân phối tiến vào Thanh Long trong trận Tiêu Thiên. Cái kia Thanh Long trận có thể được xưng là mạnh nhất, nghĩ đến tuyệt đối không nhẹ nhàng quá dễ dàng đối phó, Tiêu Thiên có thể ở trong đó tự bảo vệ mình chỉ sợ đã là lớn nhất may mắn, muốn đoạt khi bọn hắn phía trước phá trận, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho nên, từ loại nào góc độ mà nói, hiện tại cái này Tiêu Thiên đã đã mất đi đạt được cái kia thiên trận hoàn truyền thừa tư cách. Mà đối với điểm này, Mục Trần hiển nhiên là vui cười gặp hắn thành, hắn đối với tiêu thiên, đồng dạng là không có một chút hảo cảm, cho nên nhìn thấy hắn bị chim đài lưu ly hung hăng lừa được một thanh, hắn chỉ có thể cấp cho một tiếng nhìn có chút hả hê tiếng cười. Thật là một cái không may gia hỏa. Mà ở Mục Trần nhìn có chút hả hê thì thào cười khẽ lúc, ở đằng kia mặt khác ngồi xuống hắc ám chiến trận nội, đường cái kia cổ sư thanh âm triệt để biến mất lúc, tiêu thiên sắc mặt, cũng là triệt triệt để để tái nhật xuống, cuối cùng hắn cuối cùng nhìn không được ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Chim đài lưu ly, ngươi nhớ kỹ cho ta. Âm âm. Tại tiêu thiên tiếng gầm gừ phẫn nộ ở bên trong, cái này tứ linh chiến trận cũng là âm âm khởi động, lập tức lành lành sát cơ, từ cái này chiến trong trận bộc phát mà lên. Tứ linh chiến trận, cuối cùng mở ra. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 878 Huyền Vũ Trận Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Âm âm Toàn bộ hắc ám không gian, vào lúc này phản phất là chấn động lên, bàn bạc mênh mông màu đen chiến ý, giống như là màu đen hải dương bình thường, từ trong bóng tối thẩm thấu mà ra, cuối cùng chiếm giữ tại hắc ám trong không gian. Một trần ánh mắt ngưng trọng nhìn qua phía trước không gian, chỗ đó màu đen chiến ý đã là biến thành một mảnh đại dương mênh mông, cái kia đại dương mênh mông rộng lớn phải xem không thấy phần cuối, vạn trượng làn sóng lớn gào thét, ở đằng kia trong đó, trong lúc mơ hồ truyền ra vô cùng vô tận rống to gào thét, một cổ kinh người cảm giác áp bách, từ nơi này mảnh chiến ý biến thành màu đen trong hải dương bao phủ mà ra. Trước mắt tứ linh chiến trận đã xem như chính thức mở ra, nghĩ như vậy đến bọn hắn thân hãm cái mảnh này không gian, cũng rất nhanh sẽ triển lộ ra kia giữ tận một mặt rồi. Mục trần nhìn thoáng qua phía sau, sau đó nhẹ nhàng vung lên. Oanh! Nương theo lấy một trần thủ thế rơi xuống, chỉ thấy được tại kia phía sau, cửu u vệ cùng huyết ưng vệ cơ hồ là cùng lúc đem chiến ý bộc phát ra, hai cổ cường đại chiến ý tràn ngập ra, ngưng tụ tại một trần sau lưng. Đem hai chi quân đội chiến ý trước tiên thúc giục sau khi đứng lên, một trần ánh mắt cũng là chăm chú nhìn chầm chầm xa xa cái kia mảnh khổng lồ màu đen chiến ý hải dương, người sau quy mô, so với cửu u vệ cùng huyết ưng vệ tạo thành chiến ý hải dương, quả thực là cường hãn hơn 10 lần nhiều. Rầm rầm. Mà đang ở một trận đề phòng mà đối đãi lúc, khổng lồ kia màu đen chiến ý hải dương ở bên trong, phản phất là có rầm rầm tiếng nước vang lên, sau đó một trận chính là nhìn thấy, vạn trượng làn sóng lớn, từ chiến ý hải dương trong bay lên, mà ở cái kia sóng biển bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy nhất đạo quái vật khổng lồ bóng ma bao phủ ra. Hí nhất đạo kỳ dị gào to, đột ngột từ cái này vạn trượng làn sóng lớn trong truyền ra, không gian rung rẩy, cái kia vốn là kinh người cảm giác áp bách, vào lúc này trở nên càng thêm cường hãn, thậm chí ngay cả một trận hô hấp, đều là vào lúc này chịu trì trệ. Muốn tới rồi. Một trần toàn thân căng thẳng, song trưởng nắm chặt. Oanh. Vạn trượng làn sóng lớn cuối cùng giáng xuống, tóe lên bàn bạc chiến ý, mà ở cái kia chiến ý quét sạch ở bên trong, chỉ thấy được một cái màu đen cự quy, chậm rãi xuất hiện. Một con kia màu đen cự quy, vô cùng to lớn, kia quy đầu dữ tận, một cái mảng xà giống như cái đuôi chiếm cứ, miệng rắn bên trong lưỡi tê tê, tê e e e e thổ động lấy, tại đây đầu màu đen cự quy trên thân thể, che kín lấy tối tâm chiến văn, kinh khủng chiến ý chấn động, từ kia thân hình khổng lồ trong phát ra, phản phất là có thể thôn vệ thiên địa, cực kỳ đáng sợ. Cái này là huyền vũ trận chiến trận chi linh à một trần trong lòng chấn động nhìn qua cái kia xuất hiện ở tối tâm chiến ý hải dương phía trên khổng lồ cự thú thần sắc cũng là trở nên cực đoan ngưng trọng lên hắn có thể cảm thụ trước mắt cái kia huyền vũ chiến linh phát ra chiến ý chấn động có bao nhiêu khủng bố đối mặt loại này chiến ý chi linh chỉ sợ cũng xem như liệt sơn vương cái kia các loại lục phẩm chí tôn đỉnh phong cường giả đều được da đầu rung lên rống cái kia huyền vũ chiến linh giống như là ngọn núi bốn chân đạp trên chiến ý hải dương cái kia hiện ra lành lành cặp mắt vĩ đại trực tiếp là nhìn về phía mục trần, rồi sau đó miệng lớn gào thét, cái kia tiếng kêu gào như sấm bình thường, đúng là ở trong thiên địa nổi lên rồi từng trận phong bạo. Oanh! Cái này huyền vũ chiến linh sau khi xuất hiện cũng không có bất kỳ cần nghĩ chỉnh dấu hiệu, nó thân hình khổng lồ bên trên vô số đạo chiến văn lập lòe, chiến ý bắt đầu khởi động giữa, chỉ thấy được kia miệng lớn bên trong hát quan ngưng tụ, một loáng sau cái kia, nhất đạo ngàn trượng khổng lồ màu đen chiến ý chùm tia sáng đã là xuyên thủng hư không mãnh liệt bắn mà ra trực tiếp là đem một trận cùng với kia phía sau quân đội đều bao phủ đi vào màu đen chiến ý chùm tia sáng xẹt qua chỗ không gian đều là chấn động ra mắt thường có thể thấy được trung động chấn động cái này huyền vũ chiến linh ra tay giữa hiển nhiên là không có nửa điểm lưu tình chỗ trống bực này thế công coi như là đổi lại một vị lục phẩm chí tôn chỉ sợ đều được chật vật không chịu nổi một trần thần sắc ngưng trọng nhìn qua cái kia xuyên thủng không gian mà đến khủng bố thế công, cũng không dám chậm trễ chút nào, bàn chân một đập, chỉ thấy được kia sau lưng cửu u vệ cùng huyết ưng về phía trên bàn bạc chiến ý lập tức gào thét dựng lên. Lê, e e e e chấm e e z z. Sắc nhọn hai hi, hi kì. i Y. Âm thanh ở bên trong, cửu u tước chiến linh cùng với huyết ưng chiến linh cơ hồ là cùng lúc từ hai chi quân đội trên không ngưng luyện mà ra, rồi sau đó hai đạo chiến linh hai cánh chấn động hai đạo cực lớn chiến ý tắm lụa quét ngang mà ra nhanh giống như là tia chớp cùng màu đen kia chiến ý chùm tia sáng đối cứng ở một chỗ phanh Và chạm lập tức kinh người sống xung kích lập tức tàn sát bừa bãi ra một trận thân hình cũng là bị ảnh hướng đến lúc này bị chấn động bắn ngược mà ra nháy mắt sau đó trong cơ thể hắn linh lực bạo phát đi ra chống cự hạ cổ này trùng kích chi lực mà ở kia phía sau Cửu u tước chiến linh cùng huyết ưng máy bay chiến đấu đồng dạng là bị chấn động liên tiếp lui về phía sau hai trong quân có chiến sĩ kêu trên lên tiếng sắc mặt trắng xám hiển nhiên là nhận lấy trùng kích một trần sắc mặt có chút khó coi hắn không nghĩ tới đây chỉ là một lần tùy ý xông tới hắn bên này chính là bị đều chế trụ cái này huyền vũ trận linh hoàn toàn chính xác lợi hại dùng sức một mình chống lại hắn bên này hai đạo chiến linh nhưng như trước lấy được tuyệt đối áp chế cái này là chiến trận uy lực sao? Mục Trần nhếch lấy miệng, lúc trước song phương chiến ý va chạm nhau thời điểm, Mục Trần có thể cảm giác được rõ ràng, cái kia Huyền Vũ Chiến Linh Chiến Ý, không thể nghi ngờ là muốn lộ ra càng thêm ngưng tụ, hơn nữa tính công kích cũng càng vì cái gì mạnh mẽ. Chiến ý loại lực lượng này, hiển nhiên cũng là có phân chia cao thấp, mà rất rõ ràng đấy, cái này Huyền Vũ Chiến Linh Chiến Ý, tự nhiên là nếu so với Cửu U Vệ Chiến Ý, cùng với huyết ưng vệ chiến ý đều muốn càng thêm cao cấp. Cái loại này cao cấp, nguồn gốc từ chỗ này chiến trận lực lượng, nó làm cho chiến ý loại lực lượng này lộ ra càng thêm cường đại. Nếu như lúc trước một trận vẹn vẹn chẳng qua là dựa vào cửu u vệ chiến ý để chống đỡ mà nói, chỉ sợ lúc này cửu u vệ đã xuất hiện thương vong không nhỏ, bởi vì song phương chênh lệch thật sự là quá lớn một trần con mắt màu đen nhìn về phía xa xa đứng sừng sững tại tối tâm chiến ý hải dương phía trên huyền vũ chiến linh song chưởng chậm rãi nắm chặt tuy rằng hắn đã cảm thấy người sau đáng sợ nhưng cái này nhưng lại chưa làm cho hắn cảm thấy sợ hãi ngược lại ở đằng kia màu đen con mắt ở chỗ sâu trong có càng nóng bỏng thần thái tán phát ra có lẽ đang cùng cái này huyền vũ chiến linh giao phong thời điểm hắn có thể mượn này cảm thụ một chút có được lấy chiến trận tăng phúc chiến ý đến tột cùng là cùng bình thường chiến ý có cái gì chỗ bất đồng. Không thể nói trước, hắn có thể từ đó tìm kiếm được trở thành chiến trận sư chỗ máu chốt. Mà ở một trận ánh mắt càng bắt đầu nóng bỏng lúc thức dậy, ở đằng kia ngoại giới, cửu u, liệt sơn vương bọn hắn nhưng là thông qua màu đen màn sáng, nhìn thấy một trận cùng đáng sợ kia huyền vũ chiến linh giao phong. Mà khi bọn hắn tại nhìn thấy điều khiển rồi cửu u vệ, huyết ưng vệ hai chi quân đội, hơn nữa còn đem kia ngưng luyện ra chiến linh đến đối địch một trận, cơ hồ là tại giao thủ hiệp một đã bị triệt để ngăn chặn lúc, sắc mặt đều là không khỏi có chút trầm trọng xuống. Cái kia chiến trận ngưng luyện đi ra chiến ý chi linh khó đối phó. Liệt Sơn Vương trầm giọng nói ra, hắn biết rõ mượn hai chi quân đội chiến ý chi linh một trận cuối cùng có bao nhiêu lợi hại, cái kia trạng thái một trận, đủ để so sánh lục phẩm chí tôn, mà bây giờ, hắn cũng là bị cái kia huyền vũ chiến linh làm cho không hề có lực hoàn thủ bởi vậy có thể thấy được cái kia huyền vũ chiến linh có bao nhiêu lợi hại một trần sẽ không ra sự tình a à. linh kiếm vương nhìn không được mà hỏi hắn lo lắng một trần là thật bất quá trong nội tâm đồng dạng lo lắng hắn linh kiếm thị dù sau đó là hắn nhiều năm khổ tâm tổ chức nếu là ở nơi đây toàn quân bị diệt thật sự là khóc cũng không có địa phương khóc cựu u lãnh diễm khuôn mặt tuy rằng cũng là có chút ít trầm trọng bất quá đối với một trần nàng thì là có không nhỏ tin tưởng mặc dù trước mắt cục diện đối với mục trần mà nói căn bản cũng không có bất luận cái gì ưu thế. Không cần quá mức lo lắng, mục trần nên cũng có được lá bài tẩy của hắn, nói cách khác, hắn sẽ không lỗ mãn đem năm chi quân đội toàn bộ đều mang vào đi. Cửu U nói ra, chẳng lẽ mục trần thật có thể đủ khống chế năm chi bất đồng chiến ý quân đội? Liệt Sơn Vương do dự một chút, nhìn không được hỏi lên, nếu thật là như thế, cái kia cuối cùng phải cần cỡ nào kinh người chiến ý thiên phú mới có thể làm được loại chuyện này cửu u nghe vậy cũng là cười khổ một tiếng lắc đầu nói ta cũng không biết bất quá hắn nếu như làm như vậy cái kia tất nhiên có nguyên nhân của hắn liệt sơn vương bọn hắn đồng dạng cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu đã như vậy cái kia trước mắt cũng chỉ có thể nhìn một trận cuối cùng có cái gì hậu thủ mặt khác ba tòa chiến trận bên trong đồng dạng tình huống không ổn a à. cựu u đôi mắt đẹp chuyển hướng mặt khác ba tòa chiến trận mà lúc này ở trong đó đồng dạng đã triển khai cực kỳ cùng bạo thế công mà loại tình huống đó cùng một trận không có sai biệt hầu như không người có thể lấy được thượng phong chim thai lưu ly xem như trong bốn người tốt nhất nàng tiến vào chính là bạch hỗ trận bất quá nàng hiển nhiên là có chỗ chuẩn bị cái kia quy mô đạt tới ba vạn lưu ly quân cũng không hoàn toàn thúc giục mà là thúc giục ước chừng hai vạn số lượng bàn bạc chiến ý, khổ khổ chống cự lấy cái kia bạch hộ chiến linh điên cùng thế công. Bất quá, tuy rằng cục diện không ổn, nhưng chim thai lưu ly thần sắc nhưng là coi như bình tĩnh, nghĩ đến trước mắt Hà Phong, cũng chưa vượt quá dự liệu của nàng. Mà ngoại trừ chim thai lưu ly bên ngoài, cái kia Tiêu Thiên cùng mặt khác ba vị liên thủ thống lĩnh thì là nhất thê thảm. Tiêu Thiên tiến vào chính là cái kia mạnh nhất thanh long trận, cơ hồ là chiến trận vừa mở ra lập tức hắn chính là triệt để bị ngăn chặn, cái kia thanh long chiến linh gào thét giữa, kinh khủng chiến ý tấm lụa phô thiên cái địa mãnh liệt bắn mà ra, đem tiêu thiên cái kia huyền thiên bộ lạc ngưng luyện mà ra cự mãn chiến linh, oanh được không ngừng thê lương tiếng hi, y, 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 âm thanh, một ít chiến sĩ đã làm miệng phun máu tươi. Về phần cái kia ba vị liên thủ thống lĩnh, tuy nói bọn hắn tiến vào xem như yếu nhất chu tước trận, nhưng bọn hắn cùng một trận ba người chênh lệch thật sự không nhỏ, cho nên mặc dù ba người liên thủ, vẫn là rơi xuống hạ phong cái kia các loại tổn thất xem như bốn trong trận thảm trọng nhất đấy ở đằng kia ngoại giới ba vị thống lĩnh chỗ thế lực nhìn thấy một màn này thì là con mắt đều gấp đỏ lên có thể lại không có một chút biện pháp loại này thời điểm nghĩ đến bọn hắn ai cũng không dám dễ dàng xâm nhập chiến trận bên trong sát phạt chiến trận đã là mở ra bọn hắn duy nhất có thể làm đấy chính là chờ đợi nhìn cuối cùng bốn trong trận đến tột cùng là ai mới có thể trước tiên phá trận huyền vũ trong trận. Oanh! Oanh! Kinh khủng chiến ý tàn sát bừa bãi, một luồng sóng thế công giống như thái sơn áp đỉnh bình thường, liên tục không ngừng đối với một trận quét sạch mà đi, tại loại này thế công xuống, một trận thì là liên tiếp bại lui, cửu u vệ cùng huyết ưng vệ cũng là đau khổ kiên trì, hai đạo chiến ý chi linh trên thân thể chiến văn, đều là bắt đầu ảm đạm, hiển nhiên là không cách nào địch nổi cái này huyền vũ chiến linh. Hô một trần bắn ngược trở ra thân hình đã rơi vào cửu u tước chiến linh trên thân thể hắn nhìn qua người sau trên thân thể ảm đạm chiến văn tuấn giật khuôn mặt cũng là càng ngưng trọng chợt hắn hít sâu một hơi con mắt nhìn liếc phía sau mặt khác ba chi quân đội sau đó chậm rãi giơ tay lên chưởng phía sau ba chi quân đội tất cả chiến sĩ thân thể đều là mãnh liệt căng thẳng đứng lên ở đằng kia ngoại giới lúc cửu u liệt sơn vương bọn hắn tại nhìn thấy một trần bàn tay khi nhấc lên đồng tử đều là mãnh liệt co rục lại chợt hô hấp đều là ngưng lại bởi vì bọn họ biết một trần rút cuộc muốn bộc phát năm quân chiến ý rồi chẳng qua là hắn thật có thể đủ điều khiển năm chi quân đội chiến ý sao điểm này đã liền cửu u đều là nhìn không được nắm chặt rồi bàn tay như ngọc trắng ở đằng kia phần đông chấn động trong ánh mắt một trần bàn tay nhưng là không chút do dự hung hăng vung dưới đi trầm thấp tiếng quát vang vọng tại năm chi quân đội tất cả chiến sĩ bên tai chiến ý, thúc giục. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 879 Ngũ Linh đều xuất hiện. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 879 Ngũ Linh đều xuất hiện, chiến ý, thúc giục. Đương mục trần quát khẽ thanh âm từ này mảnh hắc ám không gian vang vọng ra lúc, tại hắn sau lưng, cái kia năm chi trong quân đội cũng là bộc phát ra sấm sét tiếng quát, lại sau đó, năm cổ mênh mông bàn bạc chiến ý, là vẫn còn như phong bạo bình thường, mang tất cả thiên địa. Oanh Năm đạo thuộc tính hoàn toàn bất đồng bàn bạc chiến ý, tràn ngập tại năm chi quân đội trên không, phản phất là có vô số tiếng gầm gừ từ đó truyền ra, cái kia cùng bạo chi ý, làm cho không gian không ngừng nhộn nhạo lấy. Năm cổ chiến ý tràn ngập, bất quá nhưng lại lẫn nhau phân biệt rõ ràng tồn tại, cũng không có bởi vì giúp nhau gian không có địch ý, tự xuất hiện chút nào hòa hợp dấu hiệu, dù sao cái này từ loại nào trình độ mà nói, cái này cũng không có thể tính toán làm là giống nhau lực lượng. Bởi vì những chiến ý kia ở trong, tràn ngập năm chi quân đội mấy vạn chiến sĩ ý chí, nhiều như vậy ý chí, nếu như không có có một đạo cường hữu lực ý niệm khống chế, bọn hắn căn bản không cách nào tương dung. Mà cái kia năm cổ bàn bạc chiến ý ở bên trong, cửu u vệ cùng huyết ảnh mang đã là ngưng tụ ra chiến ý chi linh dù sao cái này hai đạo chiến ý vẫn luôn là ở vào một trận trong khống chế mà về phần mặt khác ba chi quân đội chiến ý lại chỉ là tại trào lên gào thét cũng không có muốn ngưng tụ ra chiến ý chi linh dấu hiệu ngay tại lúc này nếu như ngay cả chiến ý chi linh đều là ngưng luyện không đi ra như vậy cái này ba chi quân đội đối với một trận trên cơ bản có thể nói làm cũng không có bao nhiêu trợ lực cho nên hắn phải đồng thời đem năm đạo chiến ý chi linh đều là ngưng luyện ra, chỉ có như vậy, hắn có thể đủ mượn này chống lại cái này huyền vũ trận chiến ý chi linh. Hô! Một trần thật sâu hít một hơi lạnh như băng không khí, thần sắc một mảnh ngưng trọng, hắn tự nhiên cũng là tin tường, muốn đồng thời ngưng luyện hơn nữa khống chế năm đạo chiến ý chi linh có nhiều khó, hắn trình độ khó khăn. Chỉ sợ còn có thể siêu việt chim đài lưu ly cái loại này thoáng cái khống chế ba vạn lưu ly quân một trần mũi chân điểm một cái thân hình bắn ngược trở ra chợt trực tiếp là xuất hiện ở liệt sơn quân ba chi quân đội trên không dưới chân của hắn ba chi quân đội chỗ hình thành bàn bạc chiến ý đang tại giống như là nước lũ bắt đầu khởi động lấy một trần mắt khép hờ ý niệm trực tiếp quét ngang mà ra sau đó lập tức vọt vào ba chi quân đội trên không cái kia bàn bạc chiến ý ở trong oanh oanh đương một trần ý niệm tại xông vào thời gian lập tức có đinh tai nhức óc giống như tiếng gầm gừ tịch cuốn tới, cái kia gào thét trong hội tụ lấy ngàn vạn chiến sĩ ý chí đủ để chấn đắc đầu người não muốn nứt, thần trí tiêu tán. bất quá loại tình huống này, một trần sớm lúc trước vi liệt sơn quân chờ quân đội ngưng luyện chiến ý chi linh lúc cũng đã trải qua, cho nên khi hạ cũng tịnh không kinh hoảng, ngược lại buông tha cho sở hữu chống cự, tùy ý bản thân cái kia một đạo ý niệm, nhanh chóng dung nhập ba chi quân đội bạn bạc chiến ý ở trong. Theo một trần ý niệm dung nhập, chỉ thấy được cái kia ba cổ bàn bạc chiến ý cũng là bắt đầu bắt đầu khởi động, chiến ý phản phất là đã có được linh trí. Bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ, bất quá loại này ngưng tụ nhưng lại không lập tức thành công, bởi vì cái kia chiến ý chi linh thủy chung chưa từng thành hình, chỉ là có thêm mơ hồ ngoại hình. Một giọt mồ hôi tự một trần trên mặt chảy xuống, song trưởng của hắn nắm chặt, hai đầu lông mày giống như là có chút gian nan chi sắc nghĩ đến cái kia ngưng luyện chiến ý chi linh quá trình cũng không dễ dàng dù sao cái này tương đương với hắn muốn phân tâm ngũ dụng điểm này coi như là hắn đối với chiến ý tạo nghệ bên trên rất có cảm ngộ nhưng là cũng không phải có thể nhẹ nhõm làm được sự tình hơn nữa tại hắn ngưng luyện lấy mặt khác ba chi quân đội chiến ý chi linh lúc cái kia huyền vũ chiến linh nhưng lại không ngồi đợi hắn thành công ngược lại là đang không ngừng phát động lấy thế công mà tại bực này thế công xuống cửu u vệ cùng huyết ưng vệ hai đạo chiến ý chi linh cũng là không ngừng bại lui trên thân thể chiến văn càng phát ảm đạm ở đằng kia chiến trận bên ngoài cửu u liệt sơn vương bọn hắn thấy chờ đợi lo lắng mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khẩn trương bởi vì vì bọn họ minh bạch nếu như một trận không cách nào ngưng luyện ra năm đạo chiến ý chi linh căn bản tựu không khả năng chiến đã thắng được cái kia huyền vũ chiến linh âm âm ở đằng kia vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói cái kia ba chi quân đội trên không chiến ý không ngừng nhúc nhích lấy. Chúng phản phất là tại gian nan thành hình, chỉ có điều cái loại này tốc độ xác thực có chút chậm chạp. Một trần mới có thể đủ làm được, chỉ có điều muốn một ít thời gian, hy vọng nương tựa theo cửu u vệ cùng huyết ưng vệ chiến ý chi linh có thể tạm thời ngăn cản được cái kia huyền vũ chiến linh tiến công. Cửu u bọn hắn nhìn qua cái kia đang tại chậm chạp thành hình ba đạo chiến ý chi linh, hơi chút thở dài một hơi, nhưng trong nội tâm như trước khẩn trương, bởi vì vì bọn họ đều có thể nhìn thấy, cửu u vệ cùng huyết ưng vệ chiến ý chi linh, đang tại liên tiếp bại lui. Tí tách. Càng ngày càng dày đặc mồ hôi tự mục trần trên mặt chảy xuống. Hắn đã là có thể nghe thấy cái kia phía trước cách đó không xa truyền đến chiến ý đối oanh thanh âm, hắn cũng là có thể cảm nhận được. Sắp ngăn cản không nổi hai đạo chiến ý chi linh. Bất quá đến nơi này loại nhanh trong lúc nguy cấp, Mục Trần trong nội tâm ngược lại là càng phát bình tĩnh trở lại, bởi vì hắn biết rõ, loại này thời điểm, càng là bối rối, vậy thì cách thất bại càng gần. Nhanh! Mục Trần nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Oanh! Lại là một đạo cùng bạo chi cực chiến ý chùm tia sáng hung hăng oanh kích tại cửu u vệ cùng huyết ưng vệ chiến linh chỗ hình thành phòng ngự bên trên, nhất thời làm được lưỡng trong quân có không ít chiến sĩ một ngụm máu tươi phun ra. Rống! huyền vũ chiến linh giữ tận gào rú, cái kia lành lạnh cặp mắt vĩ đại rồi đột nhiên đã tập trung vào một trần, nó tự hồ là đã nhận ra một mấy thứ gì đó, chỉ thấy được nó sau lưng cái kia cực lớn mãn xà vĩ, đúng là mở ra miệng rắn, nháy mắt sau đó, tối tâm chiến ý tắm lụa giống như là trường thương xuyên thủng hư không, đúng là tự cửu u vệ cùng huyết ưng vệ chiến ý chi linh phòng ngự khe hở tầm đó xuyên thẳng qua mà qua, trực tiếp đã tập trung vào một trần. Cửu U, Liệt Sơn Vương bọn hắn nhìn thấy một màn này, lập tức biến sắc. Oanh! Đạo kia tối tâm chiến ý tấm lụa lập tức xẹt qua, bất quá, ngay tại sắp đánh trúng một trận thân thể cái kia một sát na, cái kia Liệt Sơn quân ba chi quân đội trên không cùng cùng chiến ý hải dương mãnh liệt chấn động lên, rồi sau đó chiến ý bộc phát ra đến, ba đạo khổng lồ chiến ý chi linh, cơ hồ là cùng lúc ngưng tụ thành hình. Linh kiếm tùy tùng trên không bàn bạc chiến ý trong hải dương, cái kia cầm kiếm chiến ý cự ảnh trong tay cự kiếm nổi giận chém mà xuống, giống như là tấm chắn thủ hộ tại một trần phía trước, đem cái kia một đạo chiến ý tấm luộn ngăn cản mà xuống. Phanh Chiến ý chấn động khuếch tán ra, cự kiếm kia lập tức đẩy lui, bất quá một trần cũng là tá trợ lấy cái này ngắn mũi ngăn trở, thân hình khẽ động, phóng lên trời, rồi sau đó xuất hiện ở năm chi quân đội trên không. Hắn lăng không mà đứng, tại hắn dưới chân, chỉ thấy được năm đạo khổng lồ chiến ý chi linh xuất hiện tại chiến ý hải dương phía trên, một cổ cường đại chiến ý chấn động phát ra, làm cho không gian chấn động. Cái này năm đạo chiến ý chi linh vừa xuất hiện. Hiển nhiên là cực kỳ có trung động tính, ở đằng kia chiến trận bên ngoài, thế lực khắp nơi thấy trận mắt khá hốc mồm, cái kia huyền thiên điện liễu viêm cùng với thần các phương nghị, cũng là sắc mặt khó coi, trong mắt khiếp sợ, không che giấu được. Vậy mà thật sự bị hắn đồng thời ngưng luyện đi ra. Liệt Sơn Vương như trút được gánh nặng giống như thở dài một hơi, chật chép miệng chật lưỡi ba. Tán tháng nói. Mục Vương Chân là tuổi trẻ anh kiệt, đồng thời ngưng luyện khống chế năm chi quân đội chiến ý chi linh. Bực này bổn sự, nghĩ đến coi như là những thứ khác chiến ý thiên tài, cũng là khó có thể làm được. Linh kiếm vương bọn hắn vốn là khẩn trương trên khuôn mặt cũng là có dáng tươi cười hiện ra đến, cái kia căng cứng tâm cũng là để xuống, bọn hắn nhìn qua chiến trận nội năm chi quân đội khí thế, lại là nhìn không được thở dài một hơi, tuy nói hơn nửa thân nhập chiến trận ở trong, nhưng bọn hắn như trước có thể cảm giác được, cái này năm chi quân đội ngưng luyện ra chiến ý chi linh. Tại một trận trong tay cùng tại trong tay của bọn hắn, thật sự là có không nhỏ trên lệch. Loại này quân đội, hoàn toàn chính xác chỉ có tại loại này chiến ý thiên tài trong tay, mới có thể tính toán làm là chân chính thần binh lợi khí A ở đằng kia chiến trận bên ngoài thế lực khắp nơi khiếp sợ cảm thán lúc một trận đồng dạng là như trút được gánh nặng thở dài một hơi may mà lúc trước hắn đã từng ban liệt sơn quân chờ quân đội ngưng luyện qua chiến ý lẫn nhau coi như là có chút hòa hợp trình độ bằng không thì hôm nay muốn ngưng luyện ra chiến ý chi linh sợ còn phải kéo một ít thời gian mà tới lúc đó hậu chỉ sợ cửu u vệ cùng huyết ưng vệ chiến ý chi linh cũng tự triệt để nhìn không được rồi bất quá may mà chính là chung quy là vượt qua rồi Mục Trần nhìn thoáng qua năm chi quân đội trên không chiến ý trong hải dương chiến ý chi linh, ngoài trừ linh kiếm tùy tùng chiến ý chi linh là cầm kiếm cự ảnh bên ngoài, liệt sơn quân chiến ý chi linh thì là cầm búa cự ảnh, tràn ngập cương mảnh khí bá đạo. Mà hồng quân thì là một đạo cự quy thân ảnh, tràn ngập trầm trọng trầm ổn. Những chiến ý chi linh này hẳn là liệt sơn quân mạnh nhất. Mục Trần ánh mắt đảo qua, hắn có thể cảm giác được liệt sơn quân chiến ý chi linh toàn thân phát ra chiến ý chấn động nhất cường hoành, hơn nữa nó trên thân thể chiến văn, cũng là cao tới hơn 6.000 đạo, so về cửu u vệ hơn 4.000 đạo, hiển nhiên là càng thêm cường đại. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói là liệt sơn quân chất lượng so cửu u vệ cường, chỉ là bọn hắn dù sao chiếm cứ lấy nhân số ưu thế, hơn vạn số lượng, đã là cửu u vệ gấp 2 rồi. Dù sao không phải trực thuộc ở quân đội của ta, ăn ý cùng với dung hợp độ đều quá thấp. Mục Trần có chút tiếc hận, hắn nương tựa theo cửu u vệ 5.000 số lượng, chỗ ngưng luyện ra chiến ý chi linh tự có thể có được lấy hơn 4.000 đạo chiến văn, mà trái lại liệt sơn quân, trọng vẹn hơn vạn. Có thế cái kia chiến ý chi linh trên thân thể chiến văn, cũng tựu mới nhiều hơn 2.000 đạo tả hữu mà thôi. Bất quá tuy nói có chút tiếc hận, nhưng là Mục Trần cũng biết, hiện tại hắn cũng chỉ có thể nương tựa theo cái này nằm chi tạm thời hiểu ra liên quân đến chống lại cái này huyền vũ chiến linh rồi mặt khác dưới mắt ta trực tiếp đã khống chế chừng ba vạn quân đội ẩn ẩn tựa hồ là bắt đầu cảm giác được có chút miễn cưỡng nếu như nhiều hơn nữa có lẽ tự khó có thể chèo chống ý niệm cũng sẽ bị cái kia cùng bạo chiến ý chỗ xông hủy một trần ánh mắt có chút lập lòe trong nội tâm ý niệm trong đầu thì là đang không ngừng lóe ra Bất quá vì sao những cường đại kia chiến trận sư nhưng lại có thể khống chế mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn quân đội? Một người ý niệm, sao có thể đủ khống chế nhiều người như vậy ý chí? Trong lúc này, tất nhiên có cái gì là ta chỗ không biết, có lẽ cái kia chính là chiến trận sư bí mật. Một trần màu đen trong con người tinh mang lập lệ, chiến trận sư tại hiện tại thời đại lộ ra có chút thần bí, sở hữu có rất ít quan tin tức của bọn hắn lưu truyền tới cho nên cái này tòa tử vong di tích nội, những có quan hệ kia chiến trận sư truyền thừa mới sẽ có vẻ đặc biệt trân quý. Bất quá như thế nào, chỉ cần có thể xông ra đi, hắn có lẽ là có thể biết được cái kia chiến trận sư bí mật đến tột cùng là cái gì, mà khi đó, là hắn có thể đủ đột phá loại này bình cảnh, thành là chân chính chiến trận sư. Một trần bàn tay chậm rãi nắm chặt, chợt hắn ánh mắt nóng bỏng ngẩng đầu lên, trực tiếp là nhìn phía phía trước cái kia giữ tận huyền vũ chiến linh ta cũng không tin ta nương tựa theo năm đạo chiến ý chi linh lại hội xong không qua trận này bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video